Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 30. Trong ý thức Tiêu Phàm, Cố Vũ Hề vẻn vẹn chỉ là một khách qua đường mà thôi, cũng không biết có gặp gỡ quá nhiều, nếu như không phải tại Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện thấy nàng, Tiêu Phàm thậm chí đều sẽ không đánh tiếng chào hỏi. Dù sao, hai người đã từng là địch nhân, chỉ là theo cảnh giới đề cao, Tiêu Phàm đã không đem Cố Vũ Hề, thậm chí Kiếm Vương Triều xem như địch nhân nữa, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới vị trí ụ đá 80, tốc độ của hắn cũng chậm xuống, mỗi lần đặt chân như có một cỗ đại lực muốn đem hắn đạp đổ vậy. Hơn nữa, kiếm khí bốn phía cũng càng ngày càng lăng lệ, y phục hắn đều bị xé rách, nếu như không phải một tầng hồn lực bao vây lấy thân thể, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không tiếp nhận được kiếm khí rảo sát. Tiêu Phàm không tiếp tục tiến lên mà đứng ở trên ụ đá ngắm nhìn phía trước, tại nơi hắn ngồi đã sắp tới gần nhất tuyến thiên hạp cốc, phía trước cũng chỉ có 19 cái ụ đá cuối cùng. Ở trên mặt nước xuất hiện vết rách từng đạo kiếm khí, thật lâu không cách nào khôi phục, hình thành nên gợn sóng nhỏ bé, gợn sóng nổi lên, lại bị kiếm khí xé vỡ nát, sau đó tại mặt nước ngưng tụ thành hơi nước. Hơi nước bốc hơi khiến toàn bộ mặt hồ nhìn qua đều cực kỳ mông lung, tu sĩ trên bờ hồ cũng chỉ có thể lờ mờ suy đoán vị trí thân ảnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dù sao cũng là chiến hoàng trung kỳ, sẽ không dừng lại ở đoạn 80, nhưng ngay cả đoạn 90 đều không đột phá được, tối đa cũng chỉ có thể lãnh ngộ được nhị trọng kiếm ý. Trong đám người có người mở miệng châm chọc nói. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên mặt hồ lướt qua, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn người trên bờ nói, cho dù lĩnh ngộ nhị trọng kiếm ý lại như thế nào, nhị trọng kiếm ý có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ. Các ngươi giễu cợt Tiêu Phàm, lại không biết bản thân các ngươi càng thêm buồn cười. Đám người cúi đầu không nói, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không ít người nhìn về phía thân ảnh kia, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Các hạ là thất giả xếp thứ 8 địa bảng, có người hít sâu một cái nói, rất hiển nhiên, thân ảnh kia chính là Cố Vũ Hề. Hạng 8 địa bảng, Cố Vũ Hề tự giễu cười một tiếng, hít sâu một cái nói, ta đây hạng 8 địa bảng, trước mặt Tiêu Phàm chỉ là một trò cười mà thôi. Đám người không khỏi gật đầu, không dám nói tiếp. Bọn hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phàm đến hiện tại cũng vẫn chỉ là học viên linh điện mà thôi, ngay cả học viên nội viện cũng không tính nữa là. Địa bảng đã sao chứ? Thiên bảng đã sao chứ? Cho dù Tiêu Phàm là đệ tử của linh điện, nhưng đã giết chết đệ tam cao thủ thiên bảng Ninh Xuyên, cũng tương tự giết đệ nhất cao thủ thiên bảng Nam Cung Thiên Giật. Cái gọi là thiên bảng, địa bảng ở trong mắt Tiêu Phàm không phải trò cười thì là cái gì chứ? Chính như Cố Vũ Hề nói, giễu cợt Tiêu Phàm, lại không biết bản thân bọn hắn càng thêm buồn cười. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn rốt cục lại hướng về ụ đá phía trước tiếp tục nhảy xuống, tốc độ của hắn cũng chậm không ít. Gần như trong thời gian nửa chén trà mới xuất hiện ở đoạn 90, đồng thời, thân ảnh hắn cũng bắt đầu lay động kiếm khí thật lăng lệ, hơn nữa những kiếm khí này trước sau vần quanh, căn bản không có đầu cũng không có cuối. Cực kỳ quỷ dị, chẳng lẽ đầu và cuối đều ở bên trong hẻm núi kia? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, kinh ngạc cảm nhận được kiếm khí biến hóa. Bất luận kiếm khí gì đều là sẽ có đầu, tương tự cũng sẽ có cuối, con người đều khó thoát sinh lão bệnh tử, huống chi một đạo kiếm khí. Nhưng phần kiếm khí của kiếm ý cốc lại hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể nói quỷ dị, bởi vì bọn chúng chính là từ bên trong hẻm núi kia bắn ra, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đến. Có thể qua lúc này, những kiếm khí kia lại từ hậu phương gào thét tới, giống như vạn chim về tổ vậy, bắn vào bên trong hẻm núi, như thế liên tục không ngừng. Hơn nữa, lúc Tiêu Phàm nhìn về phía bên trong hẻm núi lại phát hiện, trong hạp cốc cái gì cũng không có, chỉ có một đầu hẻm núi nhỏ dài, có thể thông hướng đối diện, liếc mắt liền có thể xem thấu. Lại tới gần chút thử xem. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra kỳ diệu nơi này. Mặc dù trong lòng cảm nhận được một chút đồ vật, nhưng căn bản lại nói không rõ. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, kiếm khí nơi này càng ngày càng lăng lệ, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được cỗ áp lực rất lớn, hắn cũng không thể không triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn hộ thể. Quanh thân Tiêu Phàm càng có từng đạo kiếm khí lượn lờ, dường như nhận được cảm ứng kiếm khí bên trong sơn cốc xuất hiện trong không gian. Cái nơi này đúng là một chỗ lĩnh ngộ kiếm ý tốt. Có thể bước vào nơi này liền có thể đụng chạm đến tam trọng kiếm ý,
khó trách ta trước đó không có bao nhiêu cảm ứng đối với kiếm ý. Tiêu Phàm dừng lại ở đoạn 95, chậm rãi nói, phía trước hắn chỉ có 4 cái bậc thang cuối cùng, cũng chỉ có duy nhất một dãy hụ đá. Hắn rốt cục cũng hiểu trước đó vì sao không cảm ứng được kiếm ý, bởi vì hủy diệt kiếm ý hắn đạt tới nhị trọng, sát phạt kiếm ý càng là đạt tới tam trọng, ở phía trước tự nhiên không có quá nhiều cảm ứng. Ngông cuồng mà nói, kiếm khí trước đó căn bản cũng không xứng đáng để Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Nhìn về phía trước, Tiêu Phàm nheo hai mắt, trên mặt đột nhiên lóe qua một vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này thực ẩn chứa một loại kiếm ý hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về đoạn ụ đá thứ 96 nhảy tới, sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý tất cả đều bắn ra. Thứ 96, khi hắn đặt chân lên bậc thềm này, tất cả các tu sĩ trên bờ hồ đều chấn kinh, chỉ là thân ảnh Tiêu Phàm cũng không dừng lại. Thứ 97, thứ 98, đám người bắt đầu không hẹn mà cùng đếm ngược lên, rất nhiều người trong lòng cực kỳ chờ mong, chấn kinh, bọn hắn rất muốn biết Tiêu Phàm phải chăng có thể bước vào đoạn ụ đá 99, phá vỡ lịch sử không. Đám người nín thở, còn người gắt gao nhìn chằm chằm bên trong sương mù, sợ bỏ lỡ cái gì. Sau khi đạt tới đoạn ụ đá 80, trên bờ hồ đã thấy không rõ, cũng chỉ duy nhất cú nhảy vọt trong chớp mắt ấy, có thể thấy Tiêu Phàm phải chăng lại tiến lên trước một bước. Chờ đợi một lúc sau, đám người đột nhiên có người cả kinh kêu lên, động, hắn lại động, đoạn 99, hắn thực thành công, phá vỡ lịch sử. Thời khắc mọi người đang lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã vững vàng rơi trên đoạn ụ đá thứ 99, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sinh sôi không ngừng, như thế lặp lại, không ngừng tuần hoàn, tự thành thái cực, đây mới là kiếm ý chân chính, bất hủ kiếm ý. Khi Tiêu Phàm đạp lên trên ụ đá thứ 99, cả người dường như lâm vào trạng thái huyền diệu. Nếu như so sánh chính xác kiếm ý cốc với một vòng xoáy kiếm khí to lớn thì nơi hắn đứng chính là trung tâm của vòng xoáy kiếm khí. Nơi này không có bất kỳ kiếm khí gì, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có, mặc dù cùng đoạn thứ 98 chênh lệch chỉ có hơn 1 mét, nhưng nơi này mới là trung tâm toàn bộ vòng xoáy kiếm khí, dường như toàn bộ vòng xoáy kiếm khí đều xoay tròn quay quanh hắn, quả thực là cực kỳ huyền diệu. Chậm rãi, sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý trên người hắn biến mất không thấy gì nữa, cả người Tiêu Phàm lộ ra siêu phàm nhập thánh, huyền ảo vô cùng, không mảy may nhiễm khói lửa nhân gian, giống như thần linh hạ phàm. Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, lặng lặng đứng đó, cảm nhận một cách tỉ mỉ sự sinh sôi không ngừng cỗ kiếm ý kia, lĩnh ngộ biến hóa bất hủ kiếm ý. Giờ phút này trên không kiếm ý cốc đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, nhìn Tiêu Phàm bên trong kiếm ý cốc, trong mắt lóe lên một vẻ thán phục sợ hãi. Cuối cùng cũng có người lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý. Trong đó một người cảm thán nói, ánh mắt sáng rực nhìn trong sơn cốc, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, mở miệng nói chuyện là Hỏa Hoàng, còn một người bên cạnh lại là Kiếm Hoàng. Lại là hắn. Trong mắt Kiếm Hoàng đều là vẻ hâm mộ. Kiếm Hoàng, không nên thỏa hiệp như thế, Tiêu Phàm kẻ này quá mức yêu nghiệt, không thể so sánh với hắn. Hỏa Hoàng vội vàng an ủi. Chỉ có số ít mấy người bọn hắn biết, Kiếm Hoàng ở chỗ này lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý vài chục năm, cũng vẻn vẹn chỉ là chạm tới ngưỡng cửa, căn bản đã thấy nó khó đến thế nào. Mà Tiêu Phàm mới vừa tiến vào kiếm ý cốc liền đụng chạm đến kiếm ý, điều này khiến Kiếm Hoàng bình tĩnh như thế nào. Hỏa lão, ta là người nghĩ quẩn như thế sao? Kiếm Hoàng lắc lắc đầu nói, ta cũng không còn cố chấp ở đây, chậm trễ vài chục năm cũng nên tiếp tục đi lên phía trước. Cũng tốt. Hỏa Hoàng gật đầu không có nói thêm cái gì, hắn biết Kiếm Hoàng nói tới tiếp tục đi lên phía trước là có ý gì, là Kiếm Hoàng chuẩn bị đột phá chiến đế cảnh. Thiên phú Kiếm Hoàng cũng không yếu, nếu như không phải hắn một mực câu nệ lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý, hắn đã sớm có thể đột phá chiến đế cảnh. Lập tức Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai người đồng thời biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vậy. Phía dưới trên mặt hồ, quanh thân Tiêu Phàm khí tức không ngừng biến hóa. Nếu như nói sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý khiến hắn như là sát thần lâm thế, rất có khí tức bạo ngược. Như vậy, bất hủ kiếm ý lại làm cho hắn nhìn qua giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần lâm trần, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần, thánh khiết như tiên. Hai loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt, lại làm cho cả người Tiêu Phàm phát sinh biến hóa nghiêng trời lở đất.
ý thức Tiêu Phàm dường như đi tới một mảnh không gian hư vô huyền ảo, lẳng lặng lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý biến hóa, khiến hắn lưu luyến quên về. Bất hủ kiếm ý dường như mãi mãi cũng sẽ không biến mất vậy, tự thân mang theo một cỗ sức sống cùng sinh cơ, thậm chí kiếm ý này còn có thể ảnh hưởng đến bản thân. Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xếp bằng, quỷ dị là thân thể hắn cũng không rơi xuống đất, mà là phiêu phù ở hư không, như có một cỗ đại lực kéo lấy hắn vậy. Tầng thứ 7 vô tận chiến quyết vận chuyển lên, ngoại thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, vô tận chiến điển bên trong hồn hải quang mang đại thịnh, dường như đang trợ giúp Tiêu Phàm nhanh chóng lĩnh ngộ. Vô tận chiến điển lại còn có thể giúp ta lĩnh ngộ ý cảnh. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, lập tức cũng không dám lãng phí thời gian, nếu như không phải thi triển nhất tâm nhị dụng. Tiêu Phàm căn bản không phát hiện được tác dụng kỳ diệu của vô tận chiến điển. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã qua 3 ngày, trên người Tiêu Phàm bộc phát một cỗ khí như có như không, nếu để cho kiếm hoàng bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì trên người Tiêu Phàm phát ra khí tức quá là đáng sợ, dù là hỏa hoàng phải kiêng nể mấy phần. Không đúng, cái này không chỉ là bất hủ kiếm ý, cùng cái sát phạt chi kiếm kia có dị khúc đồng công chi diệu. Dường như vượt quá ý cảnh. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, tỉnh ngộ. Hắn cảm thấy bản thân chạm đến cái gì, nhưng lại căn bản không có bắt được. Nếu nói không lĩnh ngộ được gì thì lại cảm thấy trong lòng tràn đầy. Loại cảm giác này khiến Tiêu Phàm như đang nếm dư vị mất mát lại thất vọng. Thôi được, lĩnh ngộ ý cảnh xác thực cần cơ duyên. Bất hủ kiếm ý có thể lãnh ngộ được nhị trọng đã không dễ dàng. Huống hồ vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất hủ kiếm ý bao hàm toàn diện. Có nó đối ứng, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý cũng rất nhanh có thể đột phá tam trọng. Tiêu Phàm không có lòng tham không đáy. Hít sâu một cái nhìn về phía sau, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vút qua, vừa hướng về hậu phương thối lui, quỷ dị là trên người hắn còn quấn từng đạo kiếm khí ba động, đem kiếm khí bên trong kiếm ý cốc ngăn lại ở bên ngoài. Kể từ đó, Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể lăng không phi hành. Mấy cái lắc mình. Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trên một bên bờ hồ, tu sĩ khác sớm đã trợn mắt hốc mồm, còn tưởng bản thân nhìn thấy quỷ, những người trước đó đó châm chọc Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không ít người phát hiện khí tức trên người Tiêu Phàm càng mạnh. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Phong Lang cùng Ảnh Phong đang đứng ở trên ụ đá hơn 80, phát hiện hai người còn đang tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm không quấy rầy, quay người liền rời kiếm ý cốc. Ở chỗ này, với thực lực Ảnh Phong cùng Phong Lang, có thể uy hiếp sinh mệnh bọn hắn cũng không nhiều, hơn nữa hiện tại toàn bộ chiến hồn học viện đều biết Tiêu Phàm hắn đáng sợ, khẳng định cũng không dám ứng phó huynh đệ hắn. Trở lại thần châm các đã là lúc xế chiều, Tiêu Phàm vừa mới đi vào đại sảnh, Lê Ngự liền lập tức đi tới. Sư huynh, ngươi rốt cục trở về. Sắc mặt Lê Ngự có chút lo lắng nói. Làm sao, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hôm qua, Trầm Chấn Đảo đến một chuyến, muốn ta đem cái này giao cho ngươi. Tần Mặc lúc trước cùng Trầm Chấn Đảo bên ngoài Đại Yến Vân Thành kề vai chiến đấu, hai người tự nhiên cũng nhận biết. Nói xong, Tần Mặc lấy ra một phong thư đưa cho Tiêu Phàm. Mới đầu Tiêu Phàm còn không cảm thấy cái gì, có điều khi hắn nhận được thư lại nhìn thấy bốn chữ Tam Đệ Thân Khải. Lăng Phong gửi thư, Tiêu Phàm híp đôi mắt một cái. Sau đó nhìn xem Tần Mặc nói, lúc Trầm Bá đi nói gì sao? Không có, hôm qua hắn cố ý đến nơi này xử lý chút việc, hôm nay cũng đã chạy về Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tần Mặc lắc đầu nói, người muốn hỏi hắn cái gì, chỉ có về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Ta biết, Tiêu Phàm cầm tin đi vào hậu viện, tới trong phòng, lúc này mới nhìn thư trong tay, tại chỗ mở phong thư có một cỗ hồn lực riêng biệt lưu chuyển lên, khí tức này rất quen thuộc, đúng là Lăng Phong. Nếu như thư bị người phá hư, hoặc là nhìn lén, cỗ hồn lực này sẽ tiêu tán ra, theo như suy đoán, Tiêu Phàm biết thư này hẳn không làm giả. Xé phong thư ra, Tiêu Phàm lúc này mới xem nội dung thư. Lão Tam, nghe nói người rốt cục đột phá chiến hoàng cảnh, đều nhanh vượt qua cả ta, đúng rồi, cái tên bàn tử chết tiệt kia thế nào, không bị tên cháu trai Nam Cung Thiên Giật kia đánh cho tàn chứ. Người yên tâm, thì vũ ta giờ thay ngươi trông nom rất tốt. Cho dù là con ba ba nào cũng đừng hòng động đến. Mặt khác, không đến một năm nữa Thánh Thành đi cửu đại đế triều tuyển người, nhớ kỹ nhất định phải tới Thánh Thành, nhất định. Nhất định, đến lúc đó, ta thay ngươi đón tiếp. Còn tên bàn tử chết tiệt có tới hay không thì tùy hắn,
dù sao còn có cái đại ly đế triều to lớn kia cho hắn giải vò, tạm thời cứ như vậy đi. Lời nói không nhiều, phía sau ký tên hai chữ Lăng Phong, nội dung thư này ngược lại cũng giống phong cách Lăng Phong. Tiêu Phàm lặp đi lặp lại đem thư xem mấy lần, xem ra nội dung thư này hẳn là 3 tháng trước, lúc tin tức Tiêu Phàm đại náo quý tộc yến hội truyền đến các đại hoàng triều, sau đó Trầm Chấn Đảo mới đem sự tình bản thân nói cho Lăng Phong. Cho nên Lăng Phong biết, vẫn là sự tình 3 tháng trước đó. Nhìn nội dung trong thư, Tiêu Phàm thỉnh thoảng thoải mái cười một tiếng, thỉnh thoảng cau mày, lặp đi lặp lại ý tứ trong thư. Lão đại bảo cho ta nhất định phải đi Thánh Thành. Hơn nữa còn cường điệu 3 lần, xem ra tình hình cũng không như hắn nói tốt đến như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm cau mày một cái, hít sâu một hơi nói. Lão đại chỉ nói đến sự tình của ba chúng ta, về phần sự tình bản thân hắn chỉ là sơ lược, tiết lộ hắn đột phá đến chiến hoàng, hoặc là có mấy lời hắn cũng không tiện nói ra trong thư. Tiêu Phàm híp hai mắt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thư cất đi. Còn có hơn nửa năm, vô song Thánh Thành, Tiêu Phàm ta nhất định đi, tiểu ma nữ, lão đại, các người đợi thêm nửa năm. Trong mắt Tiêu Phàm tỏa ra thần thái dị dạng. Mặc dù Tiêu Phàm rất muốn đến vô song Thánh Thành ngay, nhưng từ lời nói vụn vặt của những người khác cũng nghe ra muốn đi vào vô song Thánh Thành, không phải dễ dàng. Tương tự, trong thư Lăng Phong cũng nói như vậy. Thánh Thành đến cửu đại đế triều tuyển người, mới có thể mượn cơ hội này đi vào, cũng chứng minh muốn tiến vào vô song Thánh Thành cần một thân phận hợp pháp. Chỉ có chờ đợi vô song Thánh Thành đến tuyển người, sát phương thí luyện cách hiện tại có 3 tháng, hơn nữa quá trình chính xác cũng cần 3 tháng vừa vặn có thể theo kịp. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Nếu như cả hai hoàn toàn diễn ra cùng lúc, Tiêu Phàm sẽ không biết lựa chọn như thế nào, dù sao một bên là tiểu ma nữ. Hắn nhất định phải đưa nàng trở về. Mặt khác chính hắn đã từng vì bàn tử đáp ứng yêu cầu huyết yêu nhiêu, cũng nhất định phải hoàn thành, hơn nữa thực lực hắn cũng nhất định phải rèn luyện bên trong sát phương thí luyện. Chờ Ảnh Phong cùng tiểu lang trở về, trước tiên đem sự tình lão nhị xử lý rồi tính sau. Tiêu Phàm thu lại tâm trạng, trong lòng nghĩ thầm. Bây giờ lĩnh ngộ tam trọng sát thế, hắn tùy thời đều khả năng đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Có điều Tiêu Phàm tạm thời không có quyết định này. Sát phương thí luyện, vòng thứ hai cảnh giới càng thấp càng tốt, chờ vòng thứ hai kết thúc, vậy liền có thể không kiêng nể gì đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Đoán chừng còn phải mấy ngày, vừa vặn học hồn điêu một chút. Tiêu Phàm không muốn lãng phí từng phút từng giây, trước kia hắn còn khinh thường hồn điêu sư, nhưng từ khi kinh lịch cổ địa bí cảnh, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường nữa. Huống chi? Hắn còn có thiên phú về mặt này, dựa vào năng lực bản thân mấy tháng ngắn ngủi liền trở thành tông sư hồn điêu sư, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, Tiêu Phàm mặc dù miễn cưỡng xem là tông sư hồn điêu sư, nhưng về phương diện điêu khắc, hắn còn phải đi một đoạn đường rất dài sau đó Tiêu Phàm lấy ra thư tịch điêu khắc bác lão cho hắn, bắt đầu học, đương nhiên, trình độ điêu khắc chủ yếu vẫn là dựa vào động thủ luyện ra. Giống như Bắc Thần Phong. Mặc dù năng lực học hồn văn đồ kém một chút, nhưng đồ vật hắn điêu khắc ra vẫn sinh động như thật. Lão sư thay ta chuẩn bị thư tịch điêu khắc cùng vật liệu điêu khắc thật đúng là không ít mà, vừa vặn 3 tháng tới phải cố gắng học thuật điêu khắc. Tiêu Phàm mở hồn giới bác lão cho hắn ra xem xét liền khiến hắn giật mình. Không gian xung quanh hồn giới rộng chừng 10 trượng, bên trong tất cả đều chất đầy đầu gỗ cùng thạch đầu, căn bản không cần hắn vì vật liệu điêu khắc mà phát sầu. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn chuẩn bị đi tìm văn phường chủ, thay hắn tìm một nhóm vật liệu điêu khắc thích hợp. Tiêu Phàm đắm chìm trong điêu khắc, thời gian cũng qua cực nhanh, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ, cùng Tần Mặc bọn hắn nghiên cứu thảo luận thuật châm cứu, phần lớn thời gian đều dùng vào trong điêu khắc. Nháy mắt đã 4 ngày trôi qua, không thể không nói, năng lực học tập của Tiêu Phàm cực kỳ khủng bố, thời gian 4 ngày hắn điêu khắc cái gì cũng ra dáng. Đương nhiên, cùng cái gọi là thần vận vẫn kém không ít, hơn nữa, hắn cũng chỉ là vì học tập thuật điêu khắc, cũng không ở bên trên vẽ hồn văn, cho nên cũng không tạo thành bao nhiêu động tĩnh. Ngày thứ tư, hai người Ảnh Phong cùng Phong Lang rốt cục trở về, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị tất cả ổn thỏa, ban đêm liền để Tiểu Minh chở bọn hắn cùng nhau rời Ly Hỏa Đế Đô. Cơ hồ không có người nào biết Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, hắn chỉ cùng Tần Mặc chào hỏi. Phía trên thành lâu,
Trong đêm tối đứng đấy hai nam tử trung niên áo bào đen, nhìn phương hướng bọn Tiêu Phàm rời đi, có chút thất thần. Đế chủ, cửu đế tử bị Tiêu Phàm mang đi, chúng ta có cần hay không? Rất hiển nhiên, nam tử trung niên áo bào đen chính là Nam Cung Vũ, người nói chuyện phía sau hắn là Úy Nguyệt Sinh. Không cần, mặc cho bọn hắn đi. Nam Cung Vũ lắc đầu, sau đó nhìn về Úy Nguyệt Sinh phía sau nói, Nguyệt Sinh, người thật không hận Tiêu Phàm sao? Toàn thân Úy Nguyệt Sinh run lên, khẽ cắn môi, cuối cùng hít sâu một hơi nói, hận. Thần hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả, thậm chí, diệt cửu tộc hắn. Nam Cung Vũ không quấy dày, hắn có thể nhìn ra sát khí trên người Úy Nguyệt Sinh không phải giả, dù sao Tiêu Phàm giết hai nhi tử Úy Thiên Lang cùng Úy Thiên Hổ của hắn. Nhưng thần lại không dám hận hắn, Ninh gia chính là ví dụ tốt nhất. Úy Nguyệt Sinh cười khổ lắc đầu, hít sâu một cái nói, đế chủ, ngài không biết, lúc thần bị sư tôn Tiêu Phàm hắn bắt được, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì, chỉ có chờ chết, cuối cùng Tiêu Phàm lại không giết thần. Ngay cả trẫm đều không nắm chắc làm gì được sư tôn hắn. Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, thần sắc có chút mê mang. Đúng vậy, cho nên từ một phương diện, thần lại cũng không hận Tiêu Phàm, bởi vì lúc trước hắn có thể giết thần nhưng lại không giết, tương tự, hắn cũng không có xuất thủ với Úy gia thần. Ánh mắt Úy Nguyệt Sinh phức tạp vô cùng, lập tức trịnh trọng nói, đế chủ, tha thứ thần nói câu đại nghịch bất đạo. Nói, Nam Cung Vũ gật đầu. Nếu như đại đế tử không chết, có lẽ Nam Cung gia tộc cùng Úy gia đều có thể có kết cục như Ninh gia. Úy Nguyệt Sinh đột nhiên quỳ trên mặt đất, lời này xác thực đại nghịch bất đạo, nhưng vừa nghĩ tới thực lực Túy ông, hắn liền tuyệt vọng. Ngươi nói đúng, đây cũng là nguyên nhân chấm không thể không cảm kích hắn. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hai người có chung cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Nam Cung Vũ cũng đã phát hiện bọn hắn rời đi. Tiểu Minh biến thành bản thể, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đem Ly Hỏa Đế Đô mất hút khỏi tầm mắt. Hơn nửa năm, lại giống như phát sinh rất nhiều sự việc vậy, một năm trước kia đều cảm thấy buồn tẻ vô vị. Ảnh Phong nằm trên lưng Tiểu Minh trên, thâm thúy nhìn bầu trời đêm, cảm khái nói. Tiêu Phàm lại không nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía Tuyết Lung Giác nói, Tuyết Lung Giác, lão nhị về sau làm phiền ngươi trông nom, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Mặt khác ta hy vọng ngươi sẽ luôn ở bên cạnh lão nhị, bằng không khó tránh khỏi sẽ xảy ra gì ngoài ý muốn. Ừ, ta biết rõ. Tuyết Lung Giác gật đầu, vốn dĩ hoạt bát như nàng, những ngày qua không nói gì, cả ngày đều nhìn bàn tử ngủ mê man, mặc dù đột phá đến chiến hoàng cảnh nhưng lại gầy gò không ít. Tiêu Phàm không nói tiếp gì, hắn vốn không muốn để cho Tuyết Lung Giác ở bên cạnh bàn tử, nhưng ngẫm lại, bàn tử tỉnh lại đoán chừng cũng sẽ tìm Tuyết Lung Giác. Cho nên cũng liền dứt khoát mang nàng theo. Ảnh Phong, ngươi đi theo ta. Đột nhiên Tiêu Phàm nhìn về phía Ảnh Phong nói, Ảnh Phong không biết vì sao. Tiếng nói rơi xuống, Tiểu Kim đột nhiên biến hóa ra bản thể, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở trên lưng Tiểu Kim, trong lòng Ảnh Phong mặc dù không hiểu, nhưng vẫn không chút do dự cùng đi lên. Tiểu Minh cùng Tiểu Kim dường như biết rõ Tiêu Phàm muốn làm gì vậy, hai người trong nháy mắt tách ra. Tiểu Kim đi theo phía sau Tiểu Minh, cách xa mấy trăm trượng, chỉ có thể lờ mờ nhìn cái bóng đối phương. Ảnh Phong! Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Công tử! Ảnh Phong cung kính thi lễ. Chiến hồn ngươi là thất phẩm ẩn không kiếm, bây giờ ngươi cũng đã đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ngươi cả đời cũng chỉ có thể ngừng bước chiến hoàng đỉnh phong. Tiêu Phàm ra hiệu Ảnh Phong ngồi xuống, thần sắc vô cùng bình tĩnh nói. Công tử, Ảnh Phong mặc dù tiềm lực có hạn, nhưng lúc nào cũng có thể vì công tử mà bỏ cái mạng này, chỉ cầu công tử đừng để ta rời đi. Toàn thân Ảnh Phong run lên, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất nói, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị bảo hắn rời đi. Rời đi, ta muốn ngươi rời đi làm cái gì? Tiêu Phàm vội vàng đỡ Ảnh Phong dậy, cổ quái nói, ta là muốn hỏi ngươi một chút, có muốn để chiến hồn ngươi biến dị hay không? Chiến hồn biến dị? Ảnh Phong trực tiếp kêu thành tiếng, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cả người giống như bị chạm điện, trợn mắt hốc mồm. Một mảnh linh khí mờ mịt, bên trong sinh cơ giạt rào nhã uyển, nơi này sơn thanh thủy thú, chim hót hoa nở, bàng hoa theo liễu, quả thật là một chỗ tuyệt diệu để tu luyện. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm,
sắc màu rực rỡ, gió nhẹ ấm áp, trong không khí tràn ngập mùi thơm, hơi hít thở một cái liền có thể để cho người ta có loại hiệu quả tẩy mao phạt tủy. Dưới ánh trăng, nơi này lộ ra càng ngày càng chói lọi. Két một tiếng, cửa gỗ tiểu viện nhẹ nhàng đẩy ra, bỗng nhiên một đạo thân ảnh tuyệt thế uyển chuyển, nhẹ nhàng đi tới, nàng chân đạp nguyệt quang, lượn lờ đến, cứ như đạp trên sóng nước dập dờn. Dưới ánh trăng chỉ thấy một thiếu nữ, đẹp đến mức như tinh linh vậy, một bộ quần lụa đường viền trắng mỏng, thanh tân thoát tục, không nhiễm trần, trong gió chập chờn, dường như muốn cưỡi gió bay đi. Thiếu nữ không phải người khác, chính là tiểu ma nữ mà Tiêu Phàm ngày ngày nhớ thương. So sánh mấy tháng trước, tiểu ma nữ gầy gò không ít, sắc mặt cũng vô cùng tiều tụy, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sốt ruột, thần sắc có chút mê mang. Tiểu muội, bên ngoài gió lạnh, trở về phòng thôi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh ngọc thạch truyền đến, mang theo một chút yêu mến. Bên ngoài nhã uyển, một thanh niên áo trắng đi tới, áo trắng như tuyết, tóc đen dày đặc trong gió tung bay, thần sắc hắn vô cùng băng lãnh, chỉ là lúc nhìn thấy thiếu nữ váy trắng, mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Người tới dĩ nhiên chính là Diệp Lâm Trần ca ca tiểu ma nữ, hắn là một ngọn băng sơn vạn năm không thay đổi, trừ Diệp Thi Vũ, không có người nào có thể hòa tan sự lạnh lùng của hắn. Ca ca, người có tin tức của hắn không? Tiểu ma nữ ít đi mấy phần hoạt bát, nhiều hơn mấy phần u lãnh, nàng so với mấy tháng trước như là hai người khác nhau. Đoạn thời gian trước, hắn đột phá đến chiến hoàng cảnh. Diệp Lâm Trần lời nói không nhiều, hắn vốn không giỏi ngôn từ. Chiến hoàng cảnh sao? Trên mặt tiểu ma nữ lộ ra một nụ cười, ta biết hắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Chiến hoàng cảnh còn xa không đủ, tại trước mặt chiến thiên long, công tôn giả cùng sở nhãn nam căn bản không đáng chú ý. Ngữ khí Diệp Lâm Trần băng lãnh, không phải hắn xem thường Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm trước mặt thiên tài chân chính không đáng kể chút nào. Cho dù là Diệp Lâm Trần hắn, lúc đề cập đến chiến thiên long, công tôn giả cùng sở nhãn nam ba cái tên này, trong mắt cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, có vẻ ngưng trọng. Tiểu ma nữ nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, sau đó cười khổ nói, ta tin tưởng, hắn mấy tháng nữa sẽ trở nên mạnh hơn, lỡ như. Ta liền. Tiểu muội, không phải đoán mò. Không đợi tiểu ma nữ nói xong, Diệp Lâm Trần liền cắt ngang lời nói nàng, lập tức trầm giọng nói, một nam nhân, nếu như ngay cả nữ nhân của mình còn bảo hộ không được, hắn còn có thể làm gì? Nếu như hắn đến cả thánh thành cũng không dám đến, ngươi lại nhớ tới hắn làm cái gì? Nếu quả thật đến ngày đó, cho dù liều cái mạng này, ta cũng sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong lòng Diệp Lâm Trần lại bổ sung một câu. Còn không đến một năm, không đến một năm, ta ngược lại hy vọng hắn đừng mạo hiểm tới. Trong lòng tiểu ma nữ tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm sẽ đến đón nàng hay không? Vấn đề này trong lòng tiểu ma nữ rất dầu dỉ, cũng rất mê mang. Lúc đầu nàng rời Đại Yến Vương Triều, chính nàng không muốn Tiêu Phàm làm gì, bởi vì nàng cũng không biết, mình phải chăng đã phải lòng Tiêu Phàm, tự nhiên không biết yêu cầu cái gì, nhưng nàng vẫn hy vọng Tiêu Phàm có thể sống tốt. Chỉ là mấy tháng nay, trong lòng nàng một mực hiện lên thân ảnh kia, không đuổi đi được, tiểu ma nữ mới phát hiện, nội tâm bản thân là hy vọng Tiêu Phàm có thể tới đón mình. Nhưng với thực lực Tiêu Phàm ở nơi thánh thành này, cũng chỉ là người bình thường mà thôi, lại có thể lật lên sóng lớn gì đây? Ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, tài nguyên tu luyện bản thân ngươi tự giữ đi. Tiểu ma nữ cười nhìn Diệp Lâm Trần nói, trong lòng lại bổ sung một câu, nguyện kiếp sau, không phải sinh ở đại gia tộc, chỉ nguyện làm một người bình thường. Rất nhiều tu sĩ đều rất muốn mình có thể trở thành một thành viên đại gia tộc, lại không biết đại gia tộc tàn khốc. Có những lúc làm một dân đen bình bình đạm đạm sống cả đời mới là hạnh phúc nhất. Tiểu muội, thân thể ngươi càng ngày càng yếu, bảo vệ tốt bản thân. Diệp Lâm Trần trìu mến nhìn tiểu ma nữ nói. Không quan trọng. Tiểu ma nữ buồn bã cười một tiếng, ca ca, ta đột nhiên phát hiện, phát bệnh vẫn là hạnh phúc nhất. Khi còn bé phát bệnh, ca ca, phụ thân, mẫu thân đều sẽ quan tâm ta, mà hiện tại, cũng chỉ có phát bệnh mới có thể để cho ta sống tự do. Bằng không, phụ thân cũng sẽ không tạm thời bỏ mặc ta. Diệp Lâm Trần không biết trả lời như thế nào, tâm hắn dường như đang bị đao cắt ra từng mảnh vậy, nắm đấm nắm chặt, trên trán gân xanh ngọa nguậy một cái. Ca ca, một năm sau, tiểu muội phải gả vào công tôn gia, hoặc là sở gia,
hoặc là chiến gia, tiểu muội muốn một kiện lễ vật của ca ca. Tiểu ma nữ bỗng nhìn về phía Diệp Lâm Trần, nàng da thịt trắng nõn dưới nguyệt quang tinh khiết, nhìn qua vô cùng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Dạ quang chiếu xuống, trong sân yên tĩnh im ắng, từng đợt gió nhẹ thổi qua, tiểu ma nữ thân thể nhỏ gầy kia dường như lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Lễ vật gì? Đối với cô muội muội này, Diệp Lâm Trần vẫn luôn cực kỳ sủng ái, nhất là sau khi mẫu thân bọn hắn tạ thế, tâm tính Diệp Lâm Trần cũng càng ngày càng lạnh, trong cả gia tộc, cũng chỉ có tiểu ma nữ có thể làm cho hắn cười một cái. Ta không muốn nhìn thấy thân thể mình tiến vào ngưỡng cửa gia tộc khác, nếu như chỉ là một cỗ thi thể, liền để bọn hắn giày vò. Tiểu ma nữ buồn bã nói. Thân thể Diệp Lâm Trần khẽ run lên, con người băng lãnh tới cực điểm, cuối cùng cắn răng nói, được, ta đồng ý với muội. Cảm ơn ca ca. Sắc mặt tiểu ma nữ cưỡng ép nở ra một nụ cười hờ hững, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, sợi tóc hỗn loạn trong gió bay múa, cả người nhìn qua càng thêm làm người thương yêu. Hồi lâu, Diệp Lâm Trần quay người rời tiểu viện, lúc này, một đạo thanh âm kéo dài trong gió mát vang vọng thật lâu. Kiếp này chỉ vì chàng tươi cười, kiếp sau sẽ cùng chàng trùng phùng. Trong bầu trời đêm, Tiêu Phàm đứng trên đỉnh đầu tiểu kim, ở trên không cấp tốc bay lượn, đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa, thần sắc hơi ngưng tụ. Làm sao lại có một nỗi thương cảm không hiểu? Tiêu Phàm sờ lấy ngực, cảm thấy có chút xúc động, trái tim đột nhiên bị kim đâm vậy. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới thu lại tâm trạng, nhìn về ảnh phong phía sau lưng cách đó không xa. Giờ phút này, trên người ảnh phong hiện lên từng từng vầng sáng màu đen. Tại đỉnh đầu hắn, một chuôi trường kiếm đen dài đến 3-4 trượng lơ lửng, trường kiếm cực kỳ quỷ dị, dường như thiêu đốt lên một ngọn lửa màu đen, lộ ra một cỗ khí tức lạnh buốt. Hồi lâu, khí tức trên người ảnh phong rốt cục chậm rãi bình ổn xuống, cả người như biến hóa nghiêng trời lở đất. Trước đó ảnh phong cho người ta một loại cảm giác dương cung mà không phát, nhưng hiện tại, trên người ảnh phong lại để lộ một loại cảm giác thâm thúy, lăng lệ. Đa tạ công tử. Ảnh phong đột nhiên mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy, quỳ một chân trước mặt Tiêu Phàm. Ngươi biết ta không thích bộ dạng này. Tiêu Phàm lắc đầu nói, thất phẩm chiến hồn ẩn không kiếm, thuế biến thành bát phẩm chiến hồn trảm không kiếm, nghĩ đến ngươi đột phá chiến đế hẳn không có vấn đề gì. Ảnh phong gật đầu, trước kia hắn còn không tin chiến hồn phẩm giới càng cao, tiềm lực càng lớn, mà hiện tại, hắn liền đã chân thực cảm nhận được tác dụng kỳ diệu của bát phẩm chiến hồn trảm không kiếm. Việc này ngươi để trong lòng liền có thể, tạm thời đừng nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù là phong lang. Dù sao, ta hiện tại chỉ có thể làm chiến hồn ngươi biến dị thành bát phẩm. Tiêu Phàm lại nhắc nhở nói. Vâng, công tử. Ảnh phong cực kỳ trịnh trọng gật đầu, ảnh hưởng của việc này không thể coi thường, hắn tự nhiên sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, nếu như để cho người ta biết, đoán chừng chiến hồn đại lục đều phải sôi trào. Thoáng cái qua 3 ngày. Tiểu Minh với tốc độ toàn lực vẻn vẹn chỉ mất thời gian 3 ngày liền đi tới địa giới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vẫn băng tuyết đầy trời, băng phong vạn lý, Tiêu Phàm bọn hắn không dừng lại nhiều, một ngày sau rốt cục cũng đến đất Đại Yến Vương Triều. Đại Yến Vương Triều. Công tử, đây chính là quê hương người. Phong lang nhìn đất phía dưới cũng không tính màu mỡ lắm, hắn thực sự nghĩ không ra, cái đất nghèo này vì sao lại xuất hiện dạng yêu nghiệt như Tiêu Phàm. Đúng vậy. Đáng tiếc, thiên địa linh khí hơi loãng một chút. Tiêu Phàm gật đầu, lại thở dài nói. Đại Yến Vương Triều so với linh khí trời đất Đại Ly Đế Triều, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, điều này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, vì sao đồng thời một mảnh thiên không, vì sao có nơi linh khí loãng, mà có nơi linh khí nồng đậm đến vậy. Đại Yến Vương Triều chỉ là Vương Triều, linh khí trời đất tự nhiên không thể nào so sánh với Hoàng Triều cùng Đế Triều. Phong lang lắc đầu nói, cái này là vì sao? Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nghi hoặc, bởi vì hắn một vẫn luôn không ra vấn đề này. Dựa theo đạo lý nói tới, thiên địa linh khí cùng không khí không hai, cũng là có thể lưu thông, vì sao thiên địa linh khí Đại Yến Vương Triều lại loãng như thế? Cụ thể ta cũng không biết, có điều ta nghe nói cái này cùng khí vận có liên quan. Phong lang lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nghĩ là thực. Cho nên cũng không có bất kỳ nghi hoặc gì. Dù sao, đế triều sở dĩ có thể trở thành đế triều, tự nhiên là bất cứ phương diện nào cũng sẽ thắng vương triều,
điều này căn bản không có gì giải thích. Khí vận, Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, lại nói, khí vận có phải cùng khí chàng có quan hệ hay không? Giống như tu sĩ chiến hoàng cảnh hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn so với tu sĩ chiến tôn cảnh, khí chàng tự nhiên cũng sẽ cường đại, tương tự thiên địa linh khí sẽ ưu tiên dựa sát vào chiến hoàng cảnh. Công tử giải thích như thế thật đúng là tuyệt không thể tả, so với thuyết pháp vận khí huyền ảo kia khiến người ta dễ hiểu hơn nhiều. Con người Phong Lang hơi sáng lên, Tiêu Phàm thỉnh thoảng lại khiến bọn hắn kinh ngạc. Nếu như thực sự là như vậy thì thiên địa linh khí vô song thánh thành có phải càng thêm nồng đậm hay không? Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, thuyết pháp này hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến. Có điều, cái này quả thật có thể giải thích sự mỏng manh của thiên địa linh khí ở vương triều, ở đế triều thiên địa linh khí nồng đậm, dù sao đế triều tụ tập đại đa số là tu sĩ chiến tông, chiến vương trở lên. Hơn nữa trên đường bay tới, Tiêu Phàm cảm thấy linh khí đều đang dần dần yếu bớt, thiên địa linh khí của tất cả thành trì đều là ly hỏa đế đô nồng nặc nhất. Đương nhiên, sông núi hoang dã lại có chút khác biệt, có mấy chỗ ít ai lui tới, mức độ đậm đặc thiên địa linh khí so với ly hỏa đế đô không kém bao nhiêu. Nói đến thiên địa linh khí, ngược lại là có một chỗ so ly hỏa đế đô còn nồng đậm hơn. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt trong đầu nhớ tới lúc trước trốn vào hồn giới trong lòng đất, cũng chính là nơi hắn được tu la kiếm. Nếu như có thể đem chỗ đó khai phát một chút cũng không tệ, ít nhất có thể đủ giữ Tiêu gia ta mấy trăm năm không suy, việc này sau này nhất định thương lượng cùng nhị ca một chút, dù sao không gian hồn giới cũng coi là mộ địa cường giả. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng quyết đoán. Một đạo hắc ảnh trong tầng mây cấp tốc xuyên toa, Tiêu Phàm cũng không đi Yến Thành. Mà lệnh Tiểu Minh bay thẳng hướng Tiêu Thành, tại Yến Thành, trừ Quách lão quỷ cùng Phúc Bá, cũng không có người nào đáng để hắn nhớ thương. Bất chi bất giác, một tòa Tiêu Thành biên hoang tiến vào tầm mắt bọn Tiêu Phàm, Tiêu Thành vẫn tĩnh mịch như thế, cùng Vương Thành, Hoàng Thành tự nhiên là không so được, lại càng không cần phải nói tới đế đô. Nhưng thành nhỏ có cái hay của thành nhỏ, tĩnh mịch, an tường, dân phong mộc mạc, rất hiển nhiên, Tiêu Thành chính là như thế. Nơi xa, một ánh dạng đông từ phía chân trời mọc lên khiến tòa thành yên tĩnh, an tường dần dần từ trong giấc ngủ tỉnh lại, không bao lâu trở nên náo nhiệt ầm ĩ. Vương đoàn trưởng, hôm nay sớm ra khỏi thành như vậy có phải lại phát hiện ra thứ gì tốt không? Lần sau nếu thấy hỏa linh điểu thì thay ta bắt một con, giá cả dễ nói. Một tướng sĩ thủ vệ cửa thành nhìn liệp hồn đoàn đang sôi động đến phía đối diện, trên mặt hiện lên nụ cười sán lạn. Người cầm đầu không phải ai khác, chính là Vương Liệt, đoàn trưởng Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Viên đội trưởng, Thái Dương mới chiếu đến cái mông, còn sớm mà, có điều ngươi yên tâm, lần sau bắt được hỏa linh điểu, nhất định giữ lại cho ngươi. Vương Liệt cười ha ha một tiếng, mang theo Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn chuẩn bị ra khỏi cửa thành. Từ lần trước sau khi cầm Tiêu Phàm thư trở lại Tiêu Thành, Tiêu Hàn cũng cho Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn lợi ích lớn nhất, từ đó về sau. Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn thật có thể nói là phong sinh thủy khởi, dù là thủ thành tướng quân hay đội trưởng nhìn thấy bọn hắn đều phải khách khí. Không có cách nào đây, ai kêu gia chủ Tiêu gia đều khách khí với Vương Liệt như vậy chứ? Bọn hắn không biết nếu như không có cái Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn này của Vương Liệt bọn hắn, Tiêu Phàm sớm đã chết ở trong tay Tiêu U, mà không có Tiêu Phàm, Tiêu gia cũng đã bị diệt, lại làm sao sẽ có Tiêu gia hôm nay, có thể nói, Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn là ân nhân Tiêu gia. À, mới vừa nãy Thái Dương còn lớn như vậy, sao đột nhiên có mây đen nhỉ? Đột nhiên, viên đội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Viên đội trưởng, lấy đâu ra mây đen, không phải là vẫn chưa tỉnh ngủ chứ, ban đêm trước mặt đại tẩu đừng có bỏ công như vậy nha. Vương Liệt trêu ghẹo nói, liền dẫn Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn tiến về Lạc Nhật Sơn Mạch. Chẳng lẽ thực sự là tối hôm qua trên bụng tiểu nương ra sức quá độ? Viên đội trưởng cau mày. Nhìn xem không trung lộ ra vẻ không hiểu, lập tức lại cười dâm nói, không được, không được, đêm nay làm chút gì ngon ăn, đến lúc đó thử lại lần nữa. Tiêu Thành, Tiêu Phủ. Trên quảng trường tụ tập mấy chục thân ảnh, tất cả đều là thiếu niên thiếu nữ, lớn 13-14 tuổi, nhỏ thì cũng 7-8 tuổi, giờ phút này mỗi người đều mồ hôi đầm đìa. Phía trước bọn hắn, một thân ảnh áo đen cao gầy đang nghiêm nghị nhìn bọn hắn. Quát to, sáng sớm là thời gian linh khí tràn đầy nhất, đặc biệt là ánh dạng đông chiếu rọi đại địa giờ khắc này,
đây là thời điểm thích hợp nhất để tu luyện trong một ngày. Hiện tại, tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp tục tu luyện kinh lôi quyết. Vâng, gia chủ. Hơn 10 người chăm miệng một lời, thanh âm còn có chút kiều nộn, có điều con ngươi bọn hắn lại tràn ngập lửa nóng quang mang, nhìn về phía thân ảnh áo đen cao gầy tràn ngập vẻ kính sợ. Tuổi gần 18-19 đã là chiến tôn đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào chiến tông cảnh, ở tòa tiêu thành này, đây chính là nhân vật không bình thường. Thân ảnh áo cao gầy đen kia, không phải ai khác chính là Tiêu Hàn. Qua tay hắn mấy tháng quản lý, Tiêu gia cũng đã biến chuyển từng ngày. Gia chủ, chúng ta cũng có thể lợi hại giống như ngài sao? Đột nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm non nớt. Chỉ cần các ngươi kiên trì tu luyện, đều có thể lợi hại giống như ta, thậm chí có thể lợi hại như Thái Thượng Trưởng Lão. Tiêu Hàn khí phách nói. Thái Thượng Trưởng Lão so với gia chủ còn lợi hại hơn sao? Có một tên tiểu tử 7-8 tuổi vắt nước mũi còn chưa sạch không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Hàn. Trong miệng bọn chúng Thái Thượng Trưởng Lão, chính là Tiêu Phàm. Tiểu tử, Thái Thượng Trưởng Lão mấy tháng trước đã là chiến tông cảnh, hiện tại rất có thể đã trở thành chiến vương, người nói không lợi hại được sao? Thiếu niên mười mấy tuổi đắc ý nói, hắn đã từng thấy Tiêu Phàm, thân ảnh Tiêu Phàm trong đầu hắn khó có thể phai mờ. Oa, vậy ta cũng phải trở thành nhân vật lợi hại giống như Thái Thượng Trưởng Lão. Cái tên tiểu tử kia hăng hái nói. Tiểu hài tử luôn luôn hồn nhiên ngây thơ, bọn chúng còn không biết, chiến hồn đã hạn chế tương lai bọn chúng. Chỉ bằng ngươi, thiếu niên còn chuẩn bị châm chọc tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch ấy một cái, nhưng lúc này toàn bộ luyện võ trường đột nhiên đen xuống, lời nói vừa đến miệng bị nuốt trở về. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tối âm xuống, vừa rồi vẫn là ánh nắng tươi sáng. Trong nháy mắt đã mây đen răng đầy, khiến đám người tâm nhắc đến cổ họng. Chủ yếu nhất là, còn có một cỗ khí tức rộng lớn từ trên trời giáng xuống, xông thẳng quảng trường mà đến, những thiếu niên này đâu cảm nhận được dạng áp bách này. Địch tập, một tiếng quát như sấm vang vọng Tiêu gia, sau đó một đám tộc nhân Tiêu gia nhao nhao hướng tới quảng trường cuồn cuộn, trên quảng trường mười mấy thiếu niên thiếu nữ là tương lai Tiêu gia, không thể để xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Sắc mặt Tiêu Hàn hơi đổi chuẩn bị công kích, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tiểu Minh, Tiểu Kim, đều thu lại một chút. Một thanh âm quen thuộc vang lên, hai tiểu tử này vì tới nơi mà bắt đầu hưng phấn lên, còn may chưa tạo ra hậu quả quá lớn. Dù sao, những thiếu niên kia cũng chỉ là chiến linh cảnh, ai có thể chịu được uy áp thất giai hồn thú. Đại trưởng lão, cũng đúng lúc này. Bên người Tiêu Hàn đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là một hôi bào lão giả, sắc mặt Mạc Thiên Nhai khô trắng. Mạc Thiên Nhai cũng bị khí thế vừa nãy dọa cho một trận, hắn đang chớp mắt tại chiến kỹ các, đột nhiên hai cỗ khí tức cuồng bá xuất hiện, người đổ mồ hôi lạnh, sau đó nhanh chóng hướng diễn võ tràng chạy đến. Khiến hắn thở phào cũng không phải là địch tập, mà là người hắn cũng không ngờ tới xuất hiện. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Tiêu Hàn hét lớn một tiếng, những tộc nhân Tiêu gia xông lên kia, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều đối với mệnh lệnh Tiêu Hàn, bọn hắn vẫn không dám làm trái, tất cả đều thối lui đến bên mép võ trường. Hô, một trận cuồng phong từ trên diễn võ trường quét sạch ra, ngay sau đó, một con ám dạ minh chuẩn to lớn vững vàng rơi tại trên diễn võ trường, quét tung bụi bặm đầy trời, rất nhiều người không mở hai mắt ra được. Lúc bọn hắn mở to mắt lại phát hiện, cái ám dạ minh chuẩn kia đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là mấy người, còn có một con mèo nhỏ cùng một con chim ưng nhỏ. Kia là Tiêu Phàm, không, Thái Thượng Trưởng Lão. Trong đám người, đột nhiên có người nhận ra Tiêu Phàm, lên tiếng kinh hô, bên trong thanh âm đều là vẻ kính sợ. À, hồn thú vừa nãy đâu, sao không thấy nữa, có thể hàng phục hồn thú cường đại như thế, Thái Thượng Trưởng Lão có lẽ đã là chiến vương rồi. Nhất định là chiến vương, chỉ có chiến vương, mới có thể có dạng uy áp hồn lực này. Mới bao lâu mà Thái Thượng Trưởng Lão đã trở thành chiến vương rồi. Ta cũng phải tu luyện thật tốt mới được, mau chóng đột phá chiến sư. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm, tất cả đều bắt đầu sôi trào, cùng cái ánh mắt lạnh lùng lần trước trở về quá khác biệt, lần này ánh mắt tất cả mọi người đều tràn ngập lửa nóng, càng nhiều là kính sợ. Tam đệ, trong lòng Tiêu Hàn khó mà bình tĩnh. Hít sâu một cái đi lên.
Trong mắt Mạc Thiên Nhai lóe lên vẻ kinh dị, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, người Tiêu gia ở đây, cũng chỉ có hắn mới nhìn ra tu vi Tiêu Phàm. Chiến hoàng trung kỳ, đây chính là ngay cả hắn hiện tại cũng có chút kiêng kỵ, bởi vì tu vi hắn đã vô hạn tới gần chiến tông cảnh, mấy ngày nữa, hắn khả năng cũng chỉ là một tu sĩ chiến tông cảnh. Hắn cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm có thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi đột phá đến chiến hoàng cảnh. Mạc lão, nhị ca. Tiêu Phàm cũng đi đến, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiểu tử ngươi không tệ. Mạc Thiên Nhai nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền quay người rời đi, hắn rất ít xuất hiện ở trường hợp như thế này, bình thường chỉ đợi tại chiến kỹ các. Nếu như không phải vừa mới cảm nhận được nguy cơ diễn võ tràng, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Chỉ là không tệ sao? Ảnh Phong bĩu môi nhìn bóng lưng đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi Mạc Thiên Nhai, chỉ là chiến hoàng sơ kỳ mà thôi, thực không biết hắn có gì đáng kiêu ngạo. Hắn rất nguy hiểm. Phong Lang bổ sung một câu, luận trong mắt, Phong Lang còn phía trên Ảnh Phong, dù sao hắn cũng ra từ sinh tử đấu trường. Tiêu Phàm cười không nói, Mạc Thiên Nhai đã từng là chiến đế, có thể không nguy hiểm được không? Cho dù tu vi rất xuống, trừ tu vi thấp một chút, chiến lực hắn đồng giai không mấy ai có thể so sánh. Tam đệ, cảnh giới hiện tại của ngươi, Tiêu Hàn hoàn toàn không thấy rõ tu vi Tiêu Phàm, hắn vừa mới dùng hồn lực thăm dò một cái, liền giống như châu đất xuống biển, thâm bất khả trắc. May mắn đột phá chiến vương mà thôi. Tiêu Phàm cười cười, hắn ngẫm lại, vẫn là không chuẩn bị đả kích bọn hắn quá, dù sao chiến hoàng cảnh phóng nhãn Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Đó cũng là nhân vật cực kỳ cường hoành, không cần phải nói Đại Yến Vương Triều. Toàn bộ Đại Yến Vương Triều cũng chỉ có mấy tu sĩ chiến hoàng cảnh của Thần Phong Học Viện. Nhị ca, mấy vị này là bằng hữu tốt của ta, người thay bọn hắn an bài một chút. Sau đó Tiêu Phàm vội vàng đổi chủ đề, nói, Nam Cung Tiêu Tiêu ngươi đã gặp qua, hắn hiện tại lại tu luyện một loại công pháp đặc thù lâm vào hôn mê, còn đây là Tuyết Lung Giác, bạn gái Nam Cung Tiêu Tiêu. Đây là Phong Lang cùng Ảnh Phong, người sắp xếp cho bọn hắn Nhã Uyển yên tĩnh một chút. Trước mặt Tiêu Hàn, Tiêu Phàm không chút khách khí, nếu như hắn quá khách khí, ngược lại sẽ khiến Tiêu Hàn có chút bất an. Tam đệ yên tâm. Sắc mặt Tiêu Hàn khôi phục bình tĩnh, trước đó còn lún bên trong Tiêu Phàm là chiến vương cảnh, có điều nghĩ đến Tiêu Phàm đường đường chiến vương cảnh, trước mặt mình đều không lay động giá đỡ, cái này khiến Tiêu Hàn lại không khỏi bội phục Tiêu Phàm mấy phần. Mấy vị đi theo ta. Tiêu Hàn mang theo Phong Lang, Ảnh Phong, cùng Tuyết Lung Giác và Bàn Tử rời đi, về phần Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, lại không biết đã biến mất lúc nào. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, còn có mấy trăm con mắt đang nhìn bọn họ. Mọi người tiếp tục tu luyện, sáng sớm hôm nay ta tới xem mọi người tu luyện thế nào, có chiến kỹ nào không hiểu có thể hỏi ta nha. Tiêu Phàm nhìn từng con mắt thanh tịnh thuần khiết trước mắt, hòa ái cười một tiếng, giống như đại ca ca nhà bên vậy. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Mọi người đồng tiếng gật đầu, không chỉ bọn trẻ con đâu, ngay cả hộ vệ cũng lộ ra quang mang tha thiết. Một chiến vương cảnh cường giả chỉ điểm bản thân, đây chính là cơ hội cực kỳ hiếm khó, cũng khó trách bọn hắn cao hứng như thế. Tiêu Phàm cùng bọn hắn phiếm vài câu, liền rời diễn võ tràng, tiến về chiến kỹ các. Đối với xưng hô Thái Thượng trưởng lão thế này, Tiêu Phàm cũng không có nói thêm gì. Nếu như một cái tên, một cái xưng hô, có thể cho người ta hy vọng và tự tin, thậm chí để cho người ta dựng nên mục tiêu võ đạo, như vậy cớ sao không làm đây? Hiện tại cái chiến vương cảnh này của bản thân trở thành Thái Thượng trưởng lão của Tiêu gia, có lẽ vừa vặn có thể làm cho bọn hắn tại võ đạo một đường trên càng thêm kiên định. Sau khi Tiêu Phàm rời đi, diễn võ tràng trong nháy mắt bốc lửa. Ngày mai Thái Thượng trưởng lão giảng bài, nhanh, thông chi xuống dưới, tất cả mọi người Tiêu gia, phàm là rảnh rỗi đều phải nhín chút thời gian đến. Ngày mai diễn võ tràng đoán chừng sẽ đông nghẹt, đến lúc đó khẳng định không có chỗ ngồi, ta hôm nay liền không quay về, ở nơi này xếp hàng, tiểu tị thế, người muốn trở về thì nhớ kỹ bảo cha mẹ thay ta đưa thức ăn tới. Mãnh ca, người nghĩ nhiều quá, Thái Thượng trưởng lão giảng bài, gia chủ khẳng định phải tự mình sắp xếp. Chẳng lẽ còn đến phiên ngươi tới chiếm vị trí? Đám người ngươi một lời, ta một câu, phi thường náo nhiệt, tin tức Tiêu Phàm giảng bài cũng lan truyền nhanh chóng. Bất chi bất giác,
Tiêu Phàm đã đi tới chiến kỹ các, Mạc Thiên Nhai vẫn uể oải nằm trên ghế bành, cứ như không thấy được Tiêu Phàm đến. Mạc lão, Tiêu Phàm đi lên hơi thi lễ. Sao ngươi đột nhiên lại có thời gian trở về? Mạc Thiên Nhai hữu khí vô lực nói. Lần này ta trở về, là muốn nhờ Mạc lão giúp ta một chuyện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, ánh mắt cũng không ngừng đánh giá Mạc Thiên Nhai. Tiêu Phàm có thể cảm nhận sát khí trên người Mạc Thiên Nhai đang từ từ tiêu tán, trên người còn có một cỗ hồn lực như có như không dao động. Đây là hồn hải bị thương dẫn đến hồn lực không ngừng tiêu tán, qua mấy tháng nữa, tu vi của Mạc Thiên Nhai sẽ rơi xuống chiến tông cảnh. Mà rơi xuống chiến tông cảnh, không chỉ đại biểu cho việc cảnh giới tụt hậu thôi, dù sao hồn lực giữa chiến tông cảnh cùng chiến vương cảnh có sự khác biệt rõ ràng. Một giọt chất lỏng hồn lực, một khi hóa thành hồn lực chi khí, không phải nhiều bình thường, lại càng không cần phải nói đến việc hồn lực bên trong hồn hải của Mạc Thiên Nhai toàn bộ hóa khí. Mặc dù Mạc Thiên Nhai hồn lực tiêu tán không ít, nhưng vẫn không phải chiến tông cảnh có thể so sánh, một khi hóa khí, đan điền khó mà chịu được, có khả năng cao là đan điền và kinh mạch sẽ phát nổ. Ta một lão phế nhân, lại có thể giúp được ngươi việc gì? Mạc Thiên Nhai tựa như không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm trở về vậy, giọng điệu có chút lạnh lùng. Ông cũng hiểu rõ tình trạng của bản thân mình, với tình trạng này không kiên trì nổi nửa năm nữa. Huống chi, Tiêu Phàm đã đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ, bản thân một người sắp rơi xuống chiến tông cảnh lại còn có cái gì có thể giúp hắn đây? Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, chắc hẳn Mạc lão trước kia cũng nhìn thấy, bàn tử huynh đệ kia của ta, huynh ấy hiện tại hôn mê bất tỉnh. Một khoảng thời gian nữa ta phải rời đi một chuyến, muốn để huynh ấy đợi tại Tiêu gia, vạn nhất có người nào đến, muốn nhờ Mạc lão giúp đỡ chút. Ba người theo ngươi trở về không phải đều là chiến hoàng cảnh sao? Còn có hai hồn thú kia cũng là thất giai, đến bọn họ cũng không giúp được ngươi, ta sao có thể giúp được ngươi? Mạc Thiên Nhai thở dài nói. Ông mặc dù rơi xuống chiến vương sơ kỳ, nhưng nhãn lực của ông vẫn còn, hồn lực phát ra từ trên người mấy người. Liền đánh giá được ra tu vi, quả thực rất dễ dàng. Trừ Tuyết Lung Giác ra, hai người cùng hai đầu hồn thú kia, đều sẽ đi cùng ta. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Nhất định phải cần bốn người chiến hoàng cảnh đi cùng ngươi. Mạc Thiên Nhai lộ ra vẻ kinh ngạc, với sự hiểu biết của ông với thế lực ở Đại Ly Đế Triều, có rất ít người có thể uy hiếp được đến tính mạng bọn họ. Có việc gì nhất định phải mang theo bốn chiến hoàng cảnh đi theo đây? Chẳng lẽ là có kẻ địch là chiến đế cảnh? Nhưng nếu như kẻ địch là chiến đế cảnh, đừng nói bốn người, cho dù ngươi có mang 40 người cũng chỉ là có đi không về mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút do dự, Mạc Thiên Nhai trực tiếp khoát tay một cái nói, việc không thể nói ra, ngươi đã không muốn nói, vậy việc ngươi nhờ ta cũng không giúp được. Sát phương thí luyện. Tiêu Phàm hít sâu một cái phun ra mấy chữ. Cái gì, thanh âm Mạc lão bỗng đề cao hơn mấy chục decibel, cả người bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Mạc lão, ngươi không nghe lầm, ta muốn đi tham gia sát phương thí luyện, còn có hai tên huynh đệ kia của ta, bọn họ cũng sẽ cùng ta đi tham gia sát phương thí luyện. Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng kiên định, nếu như cũng đã nói ra, vậy cũng không cần phải giấu giếm. Đối với người khác, Tiêu Phàm có lẽ không tin. Nhưng là đối với lão nhân đã thủ vệ cho Tiêu gia mười mấy 20 năm, Tiêu Phàm có một sự kính sợ cùng tín nhiệm phát ra từ nội tâm. Nếu như ngay cả ông cũng không thể tin được, đoán chừng trong thiên hạ cũng không còn mấy người có thể để hắn tín nhiệm, hơn nữa, hắn cũng đã xác nhận thân phận của Mạc Thiên Nhai từ bên Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá. Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá cũng không có khả năng liên hợp Mạc Thiên Nhai cùng đi lừa hắn Tiêu Phàm, bởi vì hắn cũng không đáng giá gì bọn hắn lừa gạt. Ngươi thật sự muốn đi tham gia sát phương thí luyện? Mạc Thiên Nhai cau mày một cái. Đúng. Tiêu Phàm trả lời vô cùng dứt khoát. Bỏ đi, ngươi có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi, từ không có gì, đột phá đến chiến hoàng cảnh, ngươi có thiên phú và vận khí. Mạc Thiên Nhai thở dài, lần nữa nằm trên ghế bành, lại nói, tính toán thời gian, sát phương thí luyện hẳn còn có hơn 2 tháng, ngươi đi nhanh về nhanh, chỉ cần không phải chiến đế cảnh đến. Chuyện này ta vẫn có thể giúp. Mạc lão. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Mạc Thiên Nhai nói, ta. Nam tử hán đại trượng phu, đừng lằng nhằng. Mạc Thiên Nhai phất phất tay, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn cảm ơn lão. Kỳ thật, Tiêu Phàm là muốn nói cho lão biết,
hắn có thể chữa khỏi chiến hồn cho lão. Nhưng Tiêu Phàm chưa kịp mở miệng, liền bị lão cắt ngang, người đều có mệnh, lão đầu như ta, có thể nhìn thấy ngươi đột phá đến chiến hoàng cảnh coi như đã hoàn thành lời hứa với phụ thân ngươi, yên tâm, 6 tháng miễn cưỡng vẫn chịu được. Không phải, ta. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, lại kêu lên. Nhưng Mạc Thiên Nhai căn bản không cho hắn cơ hội để nói chuyện, lại ngắt lời nói, ngươi sẽ không thực sự đắc tội với chiến đế cảnh chứ. Nếu như là như vậy thì ngươi tốt nhất vẫn nên mang theo bàn tử kia rời đi đi, ở chỗ này sẽ liên lụy Tiêu gia. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai bộ dáng không ngừng nói chuyện, Tiêu Phàm một mặt im lặng, dứt khoát chuyển đến ngồi trên ghế, im lặng nghe. Xem ra, người một khi gần đất xa trời liền nói rất nhiều, một đại trưởng lão vẫn luôn ít lời, vậy mà hôm nay lại cứ thao thao bất tuyệt. Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm một trận. Hồi lâu, Mạc Thiên Nhai rốt cục dừng lại, vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm nói, đừng ngại lão nhân ra nói nhiều, người đi đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Mạc lão, ta là muốn nói, ta lần này trở về, là có thể chữa khỏi cho chiến hồn của ngươi. Tiêu Phàm rốt cục tìm được cơ hội, vội vàng nói. Được, có thể chỉ tốt thì tốt. Mạc Thiên Nhai không hiểu rõ một câu này, cả người tựa như thần du thiên ngoại. Tiêu Phàm một mặt im lặng, trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Mạc Thiên Nhai cả người tựa như đột nhiên bị sét đánh vậy. Đang ngắc ngừ bỗng nhiên đứng bật dậy, ngăn lại bước chân Tiêu Phàm. Ta nói, ta có thể chữa khỏi chiến hồn cho ngươi. Tiêu Phàm cười nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không lại trêu đùa ta chứ? Mạc Thiên Nhai cau mày một cái, bắt lấy cổ áo Tiêu Phàm, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Cái gì gọi là lại hả? Tiêu Phàm bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm, bất quá nghĩ đến lần trước, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, hắn cho Mạc Thiên Nhai hy vọng. Nhưng từ đầu đến cuối lại làm cho Mạc Thiên Nhai triệt để tuyệt vọng. Đến linh dược nhiều năm thu thập được cũng đều cho hết Tiêu Phàm, cái này cũng chứng tỏ ông đã từ bỏ hy vọng chữa trị chiến hồn. Ngươi thật có thể chữa khỏi chiến hồn của ta? Mạc Thiên Nhai lần nữa hỏi. Có thể thử xem, bằng không ta làm sao yên tâm để ngươi bảo vệ huynh đệ của ta? Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, mặc dù hắn không có năng lực luyện chế cửu phẩm bổ hồn đan, nhưng nếu dựa vào năng lượng của Bạch Thạch, tuyệt đối có thể trị liệu bát phẩm chiến hồn. Dù sao, U Linh chiến hồn đã đạt tới bát phẩm chiến hồn, U Linh chiến hồn cùng Bạch Thạch chứa đựng hồn lực cũng cực kỳ dồi dào, Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng phản phệ cùng vấn đề hồn lực không cung ứng đủ. Hai tay Mạc Thiên Nhai đang nắm lấy cổ áo Tiêu Phàm mãnh liệt run rẩy, mười mấy năm qua, hắn nằm mơ cũng đều hy vọng có một ngày có thể khôi phục chiến hồn, nhưng từ đầu đến cuối, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nguyên bản hắn đã sớm tuyệt vọng, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, giống như một người sắp chết đột nhiên được thông báo ông còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa, điều này sao có thể khiến hắn không kích động đây? Chỉ cần có một tia hy vọng là được, hiện tại liền có thể thử xem. Mạc Thiên Nhai kích động nói, ngữ khí có chút phát run. Chờ thêm mấy ngày đi, chiến hồn của ngươi khôi phục, có thể gây động tĩnh rất lớn, nhất định phải tìm một chỗ yên lặng. Hơn nữa mấy ngày hôm nay ta phải điều dưỡng, khôi phục trạng thái tốt nhất. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Được, được, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta đợi thêm mấy ngày không thành vấn đề. Mạc Thiên Nhai gật đầu như gà mổ thóc, không chút do dự nói. Vài chục năm cũng chờ được, lại chờ thêm mấy ngày có đáng gì đâu. Lúc Tiêu Phàm rời khỏi chiến kỹ các, Tiêu Hàn sớm đã chờ đợi ở ngoài. Tam đệ, lần này các ngươi trở về. Đại khái sẽ ở bao lâu? Tiêu Hàn hỏi. Không lâu lắm, khoảng 3 tháng. Tiêu Phàm đáp, đúng rồi, nhị ca, trong khoảng thời gian đệ ở nhà này, sẽ dành một khoảng thời gian rảnh chỉ điểm một chút cho người trong gia tộc, huynh xem sắp xếp một chút. Được, chiến vương cường giả như đệ, dạy bọn họ tốt hơn nhiều so với ta, việc này đối với Tiêu gia mà nói là chuyện vô cùng chuyện tốt, ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tiêu Hàn cười to nói. Việc này cho dù Tiêu Phàm không nói, hắn cũng sẽ đề nghị. Bây giờ bản thân Tiêu Phàm chủ động nói ra, sao hắn có thể cự tuyệt chứ? Mấy tháng này, Tiêu Thành thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn cảm giác Tiêu Thành bây giờ phồn vinh hơn rất nhiều so với trước đây. Từ sau chiến dịch Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, thanh danh của đệ truyền ra khắp nơi, toàn bộ người Đại Yến Vương Triều không ai không biết, không ai không hiểu.
Về sau, Yến Vương còn đặc biệt tới Tiêu Thành 2 lần, phải nói là cực kỳ khoản đãi Tiêu gia chúng ta. Mặt khác, Tô gia cũng dọn khỏi Yến Thành, Tiêu Thành hiện tại mới chân chính là họ Tiêu. Tiêu Hàn cười nói. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, cau mày một cái, trong lòng trầm ngâm nói, lần trước Nam Cung Vũ nói, đến người của Nam Cung gia tộc cũng chỉ có thể tra được Đại Yến Vương Triều, nếu Yến Vương đến nơi này, tùy tiện nghe ngóng một chút, hẳn là có thể dò thăm tất cả tin tức của ta mới đúng, vì sao Nam Cung Vũ tra không được tin tức của ta chứ? Tam đệ, làm sao vậy? Tiếu Dung trên mặt Tiêu Hàn nháy mắt biến mất, Tiêu Phàm lộ ra vẻ trầm trọng, rõ ràng là có điều lo lắng. À, không có gì. Tiêu Phàm sực tỉnh, sự nghi ngờ này, hắn nghĩ thế nào cũng không ra, sau đó lại nói, nhị ca, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như Tiêu gia ta gặp phiền toái rất lớn, ngay cả ta đều không giải quyết vậy Tiêu gia chúng ta sẽ tự vệ như thế nào? À, Tiêu Hàn biến sắc, Tiêu Phàm là chiến vương cảnh, nếu như ngay cả hắn đều giải quyết không được phiền phức kia, Tiêu gia làm sao có thể giải quyết được đây? Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Tạm thời mà nói, còn chưa có loại phiền phức nào mà ta không giải quyết được, nhị ca không cần lo lắng. Tiêu Phàm cười một tiếng, vội vàng an ủi. Nhưng mà, thần sắc Tiêu Hàn nghiêm lại, nói tam đệ, người nói không sai, đây không phải không thể xảy ra. Lần trước Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xâm lược Đại Yến, nếu như Đại Yến bại, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chẳng lẽ còn có thể bỏ qua cho Tiêu gia chúng ta sao? Sẽ không, bởi vì ngươi đắc tội Tuyết Ngọc Long, Tuyết Ngọc Long nếu như còn sống. Hắn tuyệt đối sẽ tìm cách tiêu diệt Tiêu gia, cho nên ngươi nói vấn đề này, chúng ta nên suy nghĩ một chút. Tiêu Hàn càng nói càng kích động, trong đáy mắt cũng tràn đầy lo lắng. Ta thấy hay là như vậy đi, chúng ta mấy ngày nay hảo hảo ngẫm lại, nghĩ ra một cái kế lâu dài. Tiêu Phàm cũng gật đầu. Ừ, ta cũng sẽ tổ chức một buổi họp mặt trưởng lão hội, mọi người lắng nghe một chút ý kiến, dù thế nào cũng sẽ có một biện pháp. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy luôn luôn không sai, tam đệ, đệ nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ xong sẽ nói lại kế hoạch cho đệ. Bất chi bất giác, Tiêu Hàn dừng chân trước một tòa tiểu viện độc đáo. Được, Tiêu Phàm đi vào trong biệt viện, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ tiểu không gian hồn giới bí cảnh ở hồn thú sơn mạch kia tương đối thích hợp, nhưng mà khoảng cách có chút xa, để người Tiêu gia vào ở trong đó có chút không thực tế. Tối đa cũng chỉ có thể xem như là một nơi tu luyện của Tiêu gia mà thôi, hơn nữa chỉ bằng sức mạnh của mình còn chưa chắc chắn có thể phá vỡ hồn giới kia, dù sao chỗ đó chỉ chiến hồn có bát phẩm trở lên mới có thể thông qua. Đúng rồi, ta có thể hỏi Mạc lão một chút, vừa vặn chuẩn bị trị liệu chiến hồn cho ông, chiến hồn của ông cũng là bát phẩm, có thể đến chỗ đó trị liệu, nơi đó rất yên tĩnh, không có người quấy rầy. Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một cái. Trong nháy mắt nghĩ đến điều gì đó. Bất quá việc này nhất thời không vội, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục nghĩ vấn đề này nữa. Lấy ra một chút vật liệu điêu khắc, Tiêu Phàm bắt đầu tiếp tục tu luyện thuật điêu khắc, hắn đúng là một chút thời gian đều không lãng phí. Một ngày rất nhanh liền đi qua, lúc đến trạng vạng tối, mặt trời từ từ khuất núi, trong lúc đó, Tiêu Phàm đi xem đám bàn tử cùng Phong Lang một chút. Thế nhưng điều khiến hắn rất ngạc nhiên là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại không thấy tăm hơi. Hai tên tiểu tử này sẽ không đi gây họa ở Lạc Nhật Sơn Mạch chứ? Trong lòng Tiêu Phàm khẽ vang một tiếng. Ở Đại Yến Vương Triều, với thực lực của bọn Tiểu Kim, Tiêu Phàm cũng không cần quá lo lắng. Dù sao nếu như ngay cả bọn nó đều không giải quyết được, vậy chí ít cũng là Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Nửa đêm, Tiêu Phàm đang lĩnh ngộ hồn văn đồ, đột nhiên. Màng nhĩ của hắn khẽ rung một cái, lập tức ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện nhìn về phía xa xa. Nơi đó đúng lúc là vị trí Lạc Nhật Sơn Mạch, ở đó mơ hồ có từng đạo lợi mang phóng lên tận trời, bất quá chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Công tử! Cũng đúng lúc này, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa. Các ngươi cũng phát hiện, Tiêu Phàm híp hai mắt, cũng không quay đầu lại nói. Vừa mới ngẫu nhiên nhìn thấy, giống như là kiếm mang. Ảnh Phong gật đầu nói. Không chỉ có kiếm mang, còn có đao khí, còn có sát khí. Phong Lang trầm giọng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Ảnh Phong ở lại chỗ này, Phong Lang, người đi theo ta. Tiêu Phàm để lại một câu liền dẫn Phong Lang chạy về hướng Lạc Nhật Sơn Mạch. Với tốc độ của Tiêu Phàm cùng Phong Lang, rất nhanh liền đi tới vị trí Lạc Nhật Sơn Mạch.
đứng sừng sững trong không trung, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy rất rõ từng đạo kiếm quang ngẫu nhiên đâm rách bầu trời đêm. Công tử, ở hướng kia, có vẻ như có không ít người. Ánh mắt Phong Lang băng lãnh, giống như một con sói ở trong đêm đen, nhìn thấu tất cả. Đi, trong lòng Tiêu Phàm trầm xuống, kiếm khí kia hẳn là cường giả chiến hoàng, mặc dù không nhất định có thể uy hiếp được sinh mệnh của Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng không thôi. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong rừng rậm Lạc Nhật Sơn Mạch, một thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một tia chớp màu trắng. Phía sau có mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng đuổi theo không dừng, một cỗ hồn lực bá đạo gắt gao tập trung vào người ở đằng trước. Mẹ nó chứ, trốn 3 tháng, ngươi không phiền à, lão tử đều phiền đến chết mất, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau truyền đến, sát khí nồng đậm tỏa ra giữa khu rừng. Nếu như không phải do hai con súc sinh kia, vừa rồi chúng ta có thể giết được hắn, tạm thời sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lại một người lạnh giọng nói. Thôi đi, trước không quan tâm được nhiều như vậy, giết hắn rồi quay lại làm thịt con súc sinh kia, 8 người bọn họ bao vây, tạm thời không thành vấn đề. Giọng nói này có chút khàn khàn, lại xen lẫn chút bén nhọn. Từ những giọng nói này có thể phán đoán, ít nhất có 3 người, hơn nữa khí tức trên người mỗi người đều hết sức lạnh lẽo, bất quá tiếng lá cây xoàn xoạt liên tục chứng minh phía xa không chỉ có 3 người. Hô! Đột nhiên, phía trước một đạo bạch sắc lưu quang thoáng hiện, xông thẳng về phía một người trong đó, hàn quang lóe lên trong rừng, tốc độ nhanh vô cùng. Phốc, một tiếng vang giòn vang lên, ngay sau đó tiếng hét như heo bị giết vang vọng khắp núi rừng, hù dọa dã thú. Hắn vậy mà vẫn còn có sức đánh một trận, nhanh, giết chết hắn. Tiếng gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như rắn chạy đến, theo đó là tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Phốc phốc, hai đạo kiếm quang xé rách hắc ám sơn lâm, hai người áo đen nháy mắt bị một kiếm xuyên tim, mà trước mặt thân ảnh áo trắng kia, đột nhiên xuất hiện thêm hai thân ảnh. Cái gì, vẫn còn có đồng đảng, có người kêu lên sợ hãi, sau đó lần lượt từng bóng người lui về phía sau lao đi, những bóng đen đứng yên trên cây đại thụ, thần sắc băng lãnh nhìn hai người vừa xuất hiện. Bóng đêm mông lung, trong núi rừng càng thêm hắc ám. Nếu chỉ dùng nhãn lực mà nói căn bản không nhìn được ra cái gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến thị lực của chiến hoàng cảnh. Đạt tới cảnh giới như bọn họ, chủ yếu là dùng hồn lực quan sát mà không phải thị lực, đương nhiên, thị lực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không đúng, Mộ Dung Tuyết vẫn luôn là độc lai độc vãng, không có khả năng có đồng đảng. Các ngươi là ai, tốt nhất đừng nhảy vào vũng bùn này. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Hai thân ảnh xuất hiện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm cùng Phong Lang vừa mới chạy tới, hai người liếc nhìn liếc chung quanh, trừ 3 thi thể trên mặt đất ra, còn có đang 6 người ẩn núp trên cây. Chỉ bằng dựa vào khí tức mà phán đoán, tu vi những người này đều là chiến hoàng hậu kỳ trở lên, hơn nữa, trên người toát ra sát phạt chi khí mãnh liệt, loại khí tức này cực kỳ nội liếm, không giống như là người bình thường. Với ánh mắt nhìn người của Tiêu Phàm, lại là trong nháy mắt liền nghĩ ra một loại thân phận rất phù hợp với khí chất trên người bọn họ. Sát thủ, mà sau lưng cách chỗ bọn Tiêu Phàm cùng Phong Lang đang đứng hơn 3 trượng, có một người mái tóc rối tung đang quỳ, một thân ảnh mặc xiêm y rách dưới màu trắng, trên mặt che kín vết máu, căn bản không rõ là nam hay là nữ. Chỉ từ nghe tên Mộ Dung Tuyết mà sát thủ vừa rồi nói ra, hẳn là một nữ tử. Thế nhưng cái kia bộ dáng lại không giống một nữ tử, chỉ ít một kiếm quyết đoán cùng lăng lệ vừa rồi lộ ra một loại sát khí nồng đậm, tu sĩ nữ quả thực không làm được. Hai đầu hồn thú các ngươi vừa nhắc đến đâu? Bọn chúng ở đâu? Tiêu Phàm âm trầm mở miệng, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Cả một ngày không thấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm không chút do dự nghĩ đến hai đầu hồn thú trong miệng những người này chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Nếu như không phải những đám hắc y nhân nói ra chữ hai đầu hồn thú kia, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Nguyên lai người đến vì hai con súc sinh kia, trước đó bọn chúng còn sống, nhưng hiện tại thì chưa chắc, các hạ không cần thiết phải đối địch với chúng ta vì chúng. Hắc y nhân có giọng nói khàn khàn nói ra, rất hiển nhiên hắn là người đứng đầu đám người này. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, trong bàn tay. Một thanh kiếm chỉ thẳng về hướng hắc y nhân kia, tốc
tốc độ nhanh như tia chớp. Các hạ, vì hai con súc sinh mà muốn liều chết với chúng ta. Sắc mặt và ngữ khí của hắc y nhân có giọng nói khàn khàn biến đổi, lách mình hướng lui về đằng sau, cũng không giao phong với Tiêu Phàm. Mặc dù hắn có thể nhìn ra tu vi của Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng vừa rồi hai người đồng bọn của hắn có một người là chiến hoàng hậu kỳ chết ở trong tay người kia. Ngươi mở miệng ngậm miệng một câu súc sinh, ngươi có biết, súc sinh trong miệng ngươi lại là ta đồng bạn của ta hay không? Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn đã có thể khẳng định 10 phần, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đánh nhau cùng với bọn chúng. Bằng với thực lực của Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, không có khả năng lâu như vậy còn chưa về Tiêu Thành, dù sao Lạc Nhật Sơn Mạch cùng Tiêu Thành cách nhau chỉ chừng trăm dặm mà thôi. Hả, nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, sắc mặt một đám hắc y nhân hơi đổi một chút, thanh âm hắc y nhân khàn khàn quát lên, giết Mộ Dung Tuyết, nhanh chóng rời đi. Ở trước mặt ta còn muốn giết người. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, Tu La Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đánh về phía đám hắc y nhân. Thực sự cho là ta chỉ là đồ trang trí thôi sao, đã như vậy ta chém ngươi thành cục thịt. Ngữ khí hắc y nhân cũng trở nên lạnh lẽo, hắn trực tiếp khóa chặt Tiêu Phàm, trong tay một thanh huyết sắc đoản đao, trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vậy liền để ngươi thử một chút bất hủ kiếm ý. Tiêu Phàm híp đôi mắt một cái, Tu La Kiếm rung động, thử ngâm một tiếng, một đạo bạch sắc lợi mang chém vào không khí, chớp mắt liền tới trước mặt hắc y nhân có thanh âm khàn khàn. Bạch sắc lợi mang chẳng có gì mới mẻ, bất quá chỉ giống một kiếm khí phổ thông bình thường, ánh mắt hắc y nhân lộ ra một tia khinh thường, tiện tay dùng huyết sắc đao gãy đón lấy. Bang, kiếm khí cùng đao gãy đâm vào cùng một chỗ, phát ra tiếng kim loại va chạm bén nhọn, hắc y nhân nhe răng cười một tiếng. Dưới ánh phản quang của kiếm, rốt cục nhìn thấy một khuôn mặt khiến cho người ta sợ hãi. Trên mặt người kia mọc đầy bong bóng màu vàng, tựa như mủ dịch bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra. Nguyên lai là con cóc, Tiêu Phàm giễu cợt nói, đầy người đều là bong bóng, không phải con cóc thì còn là cái gì chứ? Hắc y nhân giận dữ, đang lúc y chuẩn bị rút đao lại, đột nhiên kiếm khí màu trắng xuất hiện lần nữa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xẹt qua người hắn. Hắc y nhân giơ thanh đao gãy trong tay lên cao, chuẩn bị chém xuống dưới, cuối cùng dừng lại trong không trung, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn xuống lồng ngực mình, phốc. Đột nhiên, nửa người dưới của y trượt xuống, lục phủ ngũ tạng trào ra, máu tươi phun ra không ngừng. Ánh mắt hắc y nhân đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn không thể tin được chứng kiến tất cả, nhất là sự đau đớn truyền từ ngực đến, khiến hắn cảm giác được một cỗ hàn ý băng lãnh. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, vô số kiếm khí từ trên người hắn bắn ra khiến hai nửa thân thể vỡ nát, trong không khí tràn ngập mùi máu. Đây chính là bất hủ kiếm ý, sinh sôi không ngừng, kiếm ý sẽ không biến mất. Tiêu Phàm híp hai mắt, mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng vẫn bị một kiếm vừa rồi làm cho kinh ngạc. Sau khi hắn chém ra một kiếm kia, kiếm khí mặc dù bị hắc y nhân ngăn lại, nhưng kiếm khí cũng không chân chính biến mất, mà là giống như một người hồi sinh vậy. Một khi đối phương tự cho là đã ngăn trở được một kiếm, kiếm khí bộc phát ra càng nhanh chóng hơn, giống như một con thú hoang dã bị áp chế hồi lâu, lúc thả cho nó tự do, lại một lần nữa khôi phục dã tính điên cuồng kia vậy. Một kiếm này có lẽ còn không đủ để miểu sát chiến hoàng đỉnh phong, nhưng mà hắc y nhân kia quá khinh thường một kiếm này. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thực lực của Tiêu Phàm, hắn hiện tại tùy thời đều khả năng đột phá chiến hoàng hậu kỳ. Chỉ là một mực đang áp chế mà thôi. Với thực lực khi đã lĩnh ngộ tam trọng sát ý, nhị trọng bất hủ kiếm ý, nhị trọng hủy diệt chi ý cùng nhị trọng khoái mạn chi ý của hắn, đừng nói chiến hoàng đỉnh phong bình thường, cho dù là hoàng phủ chiến hoàng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý của hắn cũng có xu thế muốn đột phá tam trọng. Tiêu Phàm một kiếm tùy ý có thể giết chết một người, khiến cho năm hắc y nhân khác bị dọa cho phát sợ. Đi, một tiếng quát nhẹ, mấy người đột nhiên thối lui về phía sau. Hồng hộc, lại một đạo lợi mang lấp lóe, hai người trong đó trực tiếp bị một kiếm xé nát, huyết phũ huy sái, sát phạt chi kiếm này đến Ninh Vô Thánh cũng không phải là đối thủ, huống chi là những tên chiến hoàng cảnh hậu kỳ này. Gần như đồng thời, Phong Lang cầm trong tay tiên thiên kiếm thai cũng chém chết một người. Hai người khác bị dọa đến hồn phi phách tán, bị thực lực của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh đến.
kiếm quá nhanh, ánh mắt của người tên Mộ Dung Tuyết khẽ run lên, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Tiêu Phàm quét mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, lần nữa nhìn về phía không trung. Một người trong đó quay đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Phàm, con người đen kịt, làm y bị dọa cho phát sợ, vội vàng hét lớn, tiểu tử, chúng ta là người Diêm La Phủ, người đang đối địch với Diêm La Phủ chúng ta, thả chúng ta đi, việc này đến đây là xong. À, Diêm La Phủ, Tiêu Phàm nghe thấy cái tên này, trong lòng cảm thấy nặng nề, cái tên này, hắn quá quen thuộc. Hắn vừa hay chuẩn bị đi tham gia sát phương thí luyện, giao thủ với người huyết lâu, La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ, lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp được sát thủ Diêm La Phủ. Không sai, chúng ta là người Diêm La Phủ. Hai hắc y nhân kia còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức dừng lại, mặt ngạo nghễ nói. Đã giết 6-7 người, vậy thì càng không nên tha cho các ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ. Nhìn mấy thi thể trước mặt, con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, nếu như đã xuất thủ, vậy liền dứt khoát tàn nhẫn quyết đoán một chút. Dù sao, bọn chúng đều là người Diêm La Phủ, cho dù là một người nào chạy trốn được đều là hậu hoạn vô cùng, phải biết Diêm La Phủ đến Đại Ly Đế Triều đều vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí, đến thế lực ở Thánh Thành cũng không muốn đối địch với Diêm La Phủ. Nhìn khắp chiến hồn đại lục, cũng chỉ có tam đại tổ chức sát thủ. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể tưởng tượng được sự cường đại của Diêm La Phủ. Công tử, người này làm sao bây giờ? Giết, Phong Lang làm một thủ thế cắt yết hầu. Mộ Dung Tuyết, người từng nghe nói qua về họ Mộ Dung chưa? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Phong Lang lắc lắc đầu nói, chiến hồn đại lục rộng lớn vô biên, dòng họ vô số, họ Mộ Dung cũng không ít, bất quá ta ngược lại từng nghe nói về một gia tộc Mộ Dung. À! Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Phong Lang. Phong Lang như có chút chủ trừ, cuối cùng vẫn mở miệng nói, công tử đã từng nghe nói qua về Cửu Tiêu Thương Hội một trong tam đại thương hội chưa? Tiêu Phàm gật đầu, điều này hắn tất nhiên biết rõ, tam đại thương hội trải rộng khắp chiến hồn đại lục, là một thế lực khổng lồ, chiến hồn đại lục có thể nói không người nào không biết. Mộ Dung gia tộc thuộc về Cửu Tiêu Thương Hội, không, nói cho đúng, là thuộc về Cửu Tiêu Cung. Phong Lang hít sâu một cái, thần sắc có chút mê ly, tựa như rơi vào hồi ức xa xôi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Phong Lang, chẳng lẽ Phong Lang còn có chuyện xưa gì chưa kể hay sao? Cái gì là Cửu Tiêu Cung, chỉ ít Tiêu Phàm hắn chưa từng nghe nói qua, là thế lực ở Thánh Thành sao? Bất quá, tầm 10 năm trước, cụ thể lúc nào ta cũng nhớ không rõ, lúc đó ta cũng không đến 10 tuổi, Mộ Dung gia tộc đột nhiên trong vòng một đêm liền bị diệt tộc. Phong Lang còn nói thêm, Mộ Dung gia tộc nếu thuộc về Cửu Tiêu Cung hẳn là một thế lực khổng lồ đi, làm sao có thể trong vòng một đêm liền bị diệt tộc chứ? Ai có thể giết bọn họ? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, cả mặt đều là vẻ không tin nói. Cửu Tiêu Cung, cũng không chỉ có một gia tộc, mà là rất nhiều gia tộc liên hợp, ai yếu người đó liền sẽ bị đào thải, Mộ Dung gia tộc chậm rãi xuống dốc, tự nhiên là sẽ bị đào thải, thế lực càng lớn. Cạnh tranh cũng càng tàn khốc. Phong Lang lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn rất tán thành, càng là đại gia tộc, cạnh tranh lại càng kịch liệt, việc giết người diệt tộc là chuyện rất phổ biến. Vương triều như thế, hoàng triều cũng như thế, đế triều cũng giống như vậy, Thánh Thành sao có thể thoát khỏi được đây? Thậm chí, thế lực càng lớn, bởi vì cạnh tranh càng khủng bố hơn, tác động đến phạm vi cũng càng rộng, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng tới càng nhiều người hơn. Tiểu Lang, ngươi làm sao biết Mộ Dung gia tộc thuộc Cửu Tiêu Cung? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ nói. Thần sắc Phong Lang cứng đờ, há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn không có nói ra. Tiêu Phàm biết Phong Lang nhất định là không muốn nói, lập tức nói, nếu không tiện nói, vậy thì không cần nói. Tiêu Phàm cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, tự nhiên sẽ không cưỡng ép bức bách Phong Lang cái gì. Công tử! Phong Lang đột nhiên hơi hơi thi lễ, có một số việc. Công tử không biết sẽ tốt hơn, nếu có một ngày ta chết, có chút bí mật này cũng liền mang đi theo, sẽ không nguy hại đến công tử. Được rồi, không cần nói cái gì có chết hay không, không thể nói thì không nói, về sau nếu có thể thì lại nói cho ta. Tiêu Phàm tức giận nói. Dạ, đa tạ công tử. Phong Lang gật đầu, cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm tiếp tục ép hỏi,
hắn cũng không có cách nào đành phải nói cho Tiêu Phàm. Người này kêu Mộ Dung Tuyết, có lẽ thật sự có khả năng là người của Mộ Dung gia tộc kia. Tiêu Phàm nhìn Mộ Dung Tuyết sớm đã ngất đi trầm ngâm nói. Khả năng rất nhỏ, lúc trước Mộ Dung gia diệt tộc, nghe nói không còn một người nào sống sót. Phong Lang lắc lắc đầu nói. Thế nhưng chưa hẳn, cho dù có người sống cũng không có ai biết được. Tiêu Phàm lắc đầu nhìn Mộ Dung Tuyết, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Một người bị Diêm La Phủ truy sát, khẳng định không phải là loại lương thiện gì, nếu như buông xuôi bỏ mặc, người này rất có thể sẽ uy hiếp đến an nguy của Tiêu Thành. Đương nhiên, cũng có một phương pháp vô cùng đơn giản chính là trực tiếp giết nàng, xóa đi tất cả dấu vết. Nhưng Tiêu Phàm lại không xuống tay được, dù sao Mộ Dung Tuyết này không thù không oán với hắn, cứ như vậy giết nàng, trong lòng Tiêu Phàm cũng không dễ chịu. Công tử, nếu không ta tới. Phong Lang cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, chậm rãi đi về hướng Mộ Dung Tuyết. Cứu, đột nhiên, một tiếng hét dài từ trên cao truyền đến, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đáp xuống, rơi xuống chỗ cách bọn Tiêu Phàm không xa, không, nói cho đúng, là có bốn đạo thân ảnh. Tiểu Kim, Tiểu Minh. Tiêu Phàm sắc mặt biến thành vui vẻ, trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ra, còn có hai đầu sư tử to lớn, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Gào, Tiểu Kim đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng về hướng Tiêu Phàm, không, nói cho đúng là phóng về phía Phong Lang. Phong Lang, dừng tay. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Kim muốn làm gì, vội vàng kêu lên. Phong Lang ngừng lại thân hình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi. Gào. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, tứ chi cùng sử dụng, khoa tay một phen. Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía Tuyết Sư cách đó không xa, hắn rốt cục minh bạch ý Tiểu Kim. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ đau khổ, giải thích với Phong Lang. Trước đó Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chạy về hướng Lạc Nhật Sơn Mạch tìm mẫu thân cùng huynh đệ của bọn nó. Lúc bọn nó tới, người Diêm La Phủ vừa vặn giết chết mẫu thân Tiểu Kim. May là Mộ Dung Tuyết xuất thủ cứu giúp, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chạy tới, lúc này mới cứu được huynh đệ của nó. Nếu như nói như vậy, đám người Diêm La Phủ kia đúng thật là đáng chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, trong mắt lóe lên vẻ băng hàn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng. Có thể cũng không phải là Mộ Dung Tuyết cố ý xuất thủ cứu giúp, mà là hắn muốn giết người Diêm La Phủ, sau đó trùng hợp cứu được huynh đệ của Tiểu Kim. Nhưng vô luận như thế nào, Mộ Dung Tuyết đều đúng là ân nhân cứu mạng của huynh đệ Tiểu Kim huynh. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt, toàn thân đan xen kim sắc hỏa diễm, sát khí tỏa ra trên người nó. Những người kia bị các ngươi giết, giết rất hay. Tiêu Phàm cũng thả lỏng một hơi. Trong mắt hàn mang biến mất, hắn có thể lý giải tâm tư của Tiểu Kim. Tiểu Kim lần này trở về, hào hứng hừng hực đi Lạc Nhật Sơn Mạch tìm kiếm mẫu thân nó, nhưng mà lúc tìm tới nơi đã biến thành một cỗ thi thể, nếu như không phải Mộ Dung Tuyết xuất thủ, và bọn chúng chạy tới kịp thời, huynh đệ của nó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, điều này sao có thể khiến Tiểu Kim bình tĩnh được. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu, an ủi yên tâm, oan có đầu, nợ có chủ. Những người này mặc dù chết, nhưng người đứng sau lưng bọn chúng còn chưa có chết, một ngày nào đó chúng ta sẽ báo thù. Phong Lang, mang theo Mộ Dung Tuyết đi. Tiêu Phàm nhìn về phía Phong Lang nói. Rõ, công tử. Phong Lang tất nhiên sẽ không làm trái ý Tiêu Phàm, ôm lấy Mộ Dung Tuyết trên mặt đất, trực tiếp vác trên vai, đột nhiên lại nói, là một nam nhân. Hề, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phong Lang vậy mà sẽ nói câu này, Tiêu Phàm thình lình trả lời một câu, nam nữ có quan trọng không? Phong Lang sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sau một khắc, Phong Lang tựa như giống như bị chạm điện, đột nhiên đem Mộ Dung Tuyết trên vai ném đi, thân hình cấp tốc rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm biến sắc, nhìn Phong Lang đứng một bên, lại nhìn thấy trên cổ y, lại có một đạo vết máu. Nếu như không phải Phong Lang phản ứng kịp thời, vậy đầu y hẳn đã đứt lìa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Tuyết vậy mà đứng lên, thân thể mặc dù lung la lung lay, nhưng khí tức trên người y lại cực kỳ đáng sợ. Mộ Dung Tuyết đứng ở đó, thân thể lung la lung lay, nhưng quanh thân đã có một cỗ sát khí tỏa ra,
giống như đao lại cũng giống như kiếm, cho người ta một loại cảm giác người lạ chớ tới. Đây là kiếm khí, hay là đao khí? Phong Lang nhìn khí tức kỳ lạ biến hóa quanh thân Mộ Dung Tuyết, cũng không nhịn được động dung. Rõ ràng là kiếm khí, lại ẩn chứa đao khí. Tiêu Phàm cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, bất quá trong lòng rất nhanh liền có một loại ý nghĩ, nói ra, có thể là bởi vì vốn là chiến hồn loại đao, lại tu kiếm đạo, hoặc là vốn là chiến hồn loại kiếm, cuối cùng tu đao đạo, thú vị. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Phong Lang gật đầu, vừa nghĩ tới dẫn Mộ Dung Tuyết rời đi, chính là một chuyện phiền phức. Y hẳn chỉ là bởi vì tính cảnh giác, không cho người khác tới gần, đây chỉ là bản năng phòng ngự của thân thể, không thể không nói, ý chí của hắn không phải mạnh mẽ bình thường, loại tình huống này còn có thể khống chế thân thể. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cũng bị ý chí cường đại này của Mộ Dung Tuyết cảm nhiễm. Người bình thường sau khi hôn mê, căn bản không cảm ứng được bên ngoài, nhưng Mộ Dung Tuyết lại khác, lúc này hắn vẫn còn đang suy nghĩ cách bảo vệ bản thân. Lấy sự hiểu biết của Tiêu Phàm đối với con người, loại người này sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bằng không không có khả năng lúc nào cũng duy trì cảnh giác cao như vậy. Thôi, ai bảo ngươi cứu huynh đệ của Tiểu Kim đây, cũng không thể mặc kệ ngươi. Tiêu Phàm thở dài một hơi, lấy ra một cây long văn kim châm, búng ngón tay một cái, trực tiếp xuyên thấu hồn lực phòng ngự quanh thân Mộ Dung Tuyết, bắn vào bên trong hồn hải của hắn. Mặc dù Mộ Dung Tuyết vẫn duy trì cảnh giác cao, nhưng thân thể căn bản không thể phản kích, muốn giết hắn cũng không phải là việc khó gì. Bùm, giống như một quả bong bóng bị xuyên thủng vậy, quanh thân Mộ Dung Tuyết truyền đến một tiếng vang nhỏ, chỉ một thoáng, đao khí cùng kiếm khí quanh người hắn tất cả đều tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết bỗng mở ra hai mắt, con người băng lãnh đảo qua mấy người Tiêu Phàm, sau đó xoay người rời đi, không nói câu nào. Ngươi cứ như vậy mà đi, Tiêu Phàm cau mày một cái. Mộ Dung Tuyết quá cao ngạo, hoàn toàn không coi ai ra gì. Đáng tiếc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Mộ Dung Tuyết vẫn cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả bước chân đều không chậm lại, chỉ là thân thể có chút lung lay, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiêu Phàm cũng không cảm thấy xấu hổ gì cả, bởi vì hắn đã sớm đoán được cách làm người của Mộ Dung Tuyết, ngược lại là Phong Lang, một mặt khó chịu, chuẩn bị giáo huấn Mộ Dung Tuyết một trận. Bất quá lại bị Tiêu Phàm cười ngăn lại, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trong thân thể Mộ Dung Tuyết lập tức bắn ra một đạo quang mang, trong nháy mắt rơi vào tay Tiêu Phàm, chính là Long Văn Kim Châm trước đó bắn vào trong cơ thể y. Ngươi cứu huynh đệ Tiểu Kim, chúng ta cũng cứu ngươi, ân oán thanh toán xong, đi thôi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, cho Tiểu Kim một ánh mắt. Tiểu Kim há mồm phun ra một đạo hàn băng, bốn phía huyết phụ tất cả đều đông kết thành băng xương. Sau đó tất cả đều nổ tung, hóa thành một trận sương mù tiêu tán, cả mùi máu tươi gì đó đều không còn. Cho dù Diêm La Phủ có truy xét cũng có khả năng tra ra nơi này, sau đó, đám người Tiêu Phàm không chút do dự chạy về phía chân trời. Chỉ có Mộ Dung Tuyết đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hồn lực trong cơ thể hắn khô cạn nghiêm trọng, hồn hải, kinh mạch đều bị thương không nhẹ. Nếu như không phải ý chí cường đại khiến hắn còn chống đỡ được, có lẽ đã sớm ngã xuống. Một châm của hắn liền có thể ổn định thương thế của mình. Con người Mộ Dung Tuyết băng lãnh nhìn về phía hướng bọn Tiêu Phàm rời đi, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sau đó, hắn kéo bước chân trầm trọng đi về phía trước, vừa đi mấy bước, liền bụp một tiếng ngã xuống mặt đất. Không, ta không thể chết, không thể chết ở chỗ này. Trong lòng Mộ Dung Tuyết gào thét, thế nhưng mí mắt trầm trọng đấu tranh với nhau, chậm rãi rũ xuống, khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt lại kia, ẩn ẩn nhìn thấy một cái bóng màu vàng xuất hiện, lần này hắn lại buông lỏng cảnh giác. Ngay lúc trước, đám người Tiêu Phàm đạp không bay đến, Phong Lang cổ quái nhìn Tiêu Phàm, nói công tử, ngươi sẽ không thực sự vứt hắn ở đây chứ? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói thật, hắn thực sự không quan tâm lắm Mộ Dung Tuyết chết hay không, Mộ Dung Tuyết lại cao ngạo như thế, chẳng liên quan gì đến hắn. Đúng như Tiêu Phàm nói, ân oán giữa Tiểu Kim cùng hắn với Mộ Dung Tuyết đã thanh toán xong, không nợ ai nợ ai. Công tử chẳng lẽ không phải cố ý? Phong Lang kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Cố ý, sao ta phải cố ý? Thứ nhất, hắn không liên quan gì đến ta cũng không thiếu hắn cái gì, ở trước mặt ta giống như đám bà tám,
cao ngạo tất nhiên khiến người ta cảm thấy tài trí hơn người, nhưng trước mặt sự sống thì tính là gì? Có lúc, cao ngạo không đáng mấy đồng tiền. Thứ hai, sau khi cứu hắn, khả năng cao sẽ dẫn tới người Diêm La Phủ, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Phàm lắc đầu nói, dưới chân bỗng tăng tốc, rất nhanh liền biến mất ở trong đêm khuya. Tiểu Kim, người cũng không có ý định cứu hắn. Ánh mắt Phong Lang lại chuyển hướng Tiểu Kim. Vẻ mặt Tiểu Kim vô cùng nghi hoặc nhìn ảnh Phong, làm mấy cái thủ thế, ý là nó cũng cho rằng Tiêu Phàm nói rất đúng. Ta ngược lại là thấy hắn rất thuận mắt, đáng tiếc. Phong Lang lắc đầu, thật sâu thở dài. Hô, đột nhiên, Tiểu Kim đem hai huynh đệ của nó đặt ở trên lưng Tiểu Minh, sau đó cấp tốc bay đi, rất nhanh lại dẫn một thân ảnh xuất hiện ở không trung. Cho dù ngươi mang theo hắn, đoán chừng chúng ta cũng cứu không được hắn, cuối cùng vẫn phải dựa vào công tử. Phong Lang cười khổ một tiếng. Tiêu Phàm rất nhanh liền trở lại chỗ ở, lại bắt đầu tu luyện điêu khắc. Sau một khoảng thời gian điêu khắc, Tiêu Phàm cảm giác bản thân quả đúng là một thiên tài hồn điêu, điêu khắc chi thuật đã nâng cao hơn nhiều. Lúc trời tờ mờ sáng, Tiêu Phàm mới ra khỏi phòng, chạy tới diễn võ tràng của gia tộc. Tối hôm qua lúc hắn trở về, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, khiến hắn buồn cười là, trên diễn võ trường vậy mà sớm đã đông nghìn nghịt người, bây giờ còn cách rạng sáng hơn một canh giờ. Tất cả mọi người đến đây, đều là vì nghe Tiêu Phàm giảng bài. Nếu như đổi lại là ta năm đó, đoán chừng cũng sẽ thức đêm chờ xem, chiến vương giảng bài, ở tiêu thành này quả thực là rất khó có được. Trong lòng Tiêu Phàm có chút tự luyến thầm nghĩ. Trời sắp sáng, thái thượng trưởng lão sao còn chưa xuất hiện? Gấp cái gì, bây giờ còn chưa đến thời gian ước định, thái thượng trưởng lão nguyện ý giảng bài cho chúng ta chính là phúc khí của chúng ta rồi, còn có thể yêu cầu cái gì chứ? Không sai, chờ đi, tí nữa chiến vương giảng bài, có lẽ sẽ nhờ một vài câu nói giúp chúng ta có lĩnh ngộ mới. Chỗ diễn võ tràng, vô cùng náo nhiệt, bình minh còn chưa tới, Tiêu Phủ đã đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hô, trên đài cao ở diễn võ tràng, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Quá thời gian hẹn, rốt cục có người nhìn thấy Tiêu Phàm trên đài cao, những người khác nghe vậy, cũng vội vàng bái lạy. Tất cả ngồi xuống. Tiêu Phàm xoa xoa hai tay, liếc mắt bốn phía nhìn chung quanh, lại phát hiện, đám trưởng lão Tiêu Hàn đều ngồi đợi ở khu ngoài, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Thậm chí, đến ảnh Phong cùng Phong Lang cũng đều đến tham gia. Hôm nay, chủ yếu giảng cho mọi người một chút về việc vận dụng hồn lực, cùng tu luyện chiến kỹ. Tiêu Phàm hắng giọng, giọng nói cao vút vang lên. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là tu luyện hơn một năm, nhưng là về vấn đề vận dụng hồn lực cùng tu luyện chiến kỹ quả thật đúng là không mấy người mạnh hơn hắn, dù là chiến đế cũng chưa chắc có thể so với hắn. Tiêu Phàm liền trao đổi với tu sĩ cấp thấp trong gia tộc về hai vấn đề này ròng rã cho tới trưa. Rất nhiều tu sĩ đã sớm bị hắn làm cho tin phục, thậm chí có mấy thiếu niên, lĩnh ngộ tại chỗ, đột phá cảnh giới. Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục. Lúc đến giữa trưa, Tiêu Phàm mới chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt lưu luyến của đám người rời đi. Tiêu Phàm thời gian ở Tiêu Thành lại vô cùng an nhàn, ban ngày giảng bài, khắc gỗ, ban đêm tu luyện, sống vô cùng nhàn nhã. 7 ngày trôi qua nhanh tức thì. Tiêu Phàm cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn có lĩnh ngộ mới về hủy diệt chi ý, khoái mạn chi ý, tùy thời đều có thể lĩnh ngộ được tam trọng ý cảnh chân chính. Một ngày này, Tiêu Phàm tìm đến Mạc Thiên Nhai, Mạc Thiên Nhai tất nhiên biết rõ Tiêu Phàm là vì chuyện gì, trong lòng kích động không thôi. Chờ vài ngày, Tiêu Phàm rốt cục có thể giúp hắn chữa trị chiến hồn, mấy ngày qua, Mạc Thiên Nhai ăn không biết vị, đêm ngủ không ngon. Mạc Lão, ta đại khái cũng chỉ có 8 phần nắm chắc, vạn nhất xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm có chút dầu dĩ nói, chiến hồn nếu là vừa mới bị thương không lâu, hắn sẽ có nhiều phần nắm chắc hơn. Nhưng hắn còn chưa bao giờ thử qua việc chữa trị cho chiến hồn bị thương vài chục năm, chiến hồn của Mạc Thiên Nhai đã bị thương vài chục năm, muốn chữa trị cũng không phải đơn giản như vậy. Dù là trong lòng có điểm nắm chắc, nhưng hắn cũng muốn nhắc nhở Mạc Thiên Nhai chuẩn bị tâm lý. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, có thể trị liền trị, không thể trị cũng đừng lải nhải. Mạc Thiên Nhai tức giận nói. Mặc dù mặt ngoài phẫn nộ,
nhưng trong lòng hắn thì vô cùng kích động, căn bản không có bất kỳ lo lắng, tám phần nắm chắc, đối với hắn mà nói đã đủ rồi, dù sao cũng tốt hơn so với chẳng có một chút nắm chắc nào. Được, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm mang theo Mạc Thiên Nhai đạp không bay lên, hai người mất nửa ngày, xuyên qua Lạc Nhật Sơn Mạch, tiến vào địa giới Hồn Thú Sơn Mạch. Tiêu Phàm tìm kiếm trong Hồn Thú Sơn Mạch hồi lâu, trong lòng nghĩ thầm, chậm chạp nói, có vẻ như sơn động kia sụp đổ, ta mãi vẫn không tìm ra. Sau đó, Tiêu Phàm thả hồn lực ra cảm ứng, dựa vào một chút ký ức trong đầu tìm kiếm vị trí cửa động. Ngươi mang theo ta đến nơi này làm cái gì? Mạc Thiên Nhai hơi không kiên nhẫn nói. Tìm được rồi. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, đột nhiên đáp xuống, bay vào trong sơn mạch, rơi vào trong một vùng phế tích. Mới qua mấy tháng, dấu vết đánh nhau lúc trước còn rất rõ ràng, mặc dù mọc lên một thảm thực vật, nhưng Tiêu Phàm vẫn liếc mắt liền nhận ra. Mạc Thiên Nhai không hiểu nhìn Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại lơ đễnh, lấy ra Tu La kiếm liền bắt đầu đào bới, nếu để cho người Tu La điện biết, Tiêu Phàm dùng Tu La kiếm đào động, đoán chừng đều sẽ tức đến hộc máu. 18 đời điện chủ Tu La điện đoán chừng cũng hận không thể từ trong quan tài nhảy ra bóp cổ Tiêu Phàm, tiểu tử này rất đáng hận. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đào một cái thông đạo rất dễ dàng, vẻn vẹn chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ liền hoàn thành. Mặc dù phía trên sụp đổ, nhưng cửa động phía dưới vẫn còn tồn tại. Mạc Thiên Nhai ngồi ở một bên, trong lòng vô cùng khó chịu, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, Tiêu Phàm có phải lại đang đùa bản thân hay không? Mạc lão, được rồi. Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, hắn một chút cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết cho dù là tâm cảnh đạt tới mức độ cao như Mạc lão, khẳng định cũng sẽ bị cái hồn giới tiểu không gian kia làm chấn kinh. Tiêu Phàm thả người nhảy lên. Liền nhảy vào trong cửa động, Mạc lão do dự một hồi cũng đi theo nhảy xuống dưới. Lúc hai người xuống dưới, đất đá phía trên trong nháy mắt sụp đổ, cửa động lần nữa sụp đổ xuống dưới. Xuyên qua địa động, rất nhanh, một cái thác nước liền đập vào mắt Tiêu Phàm cùng Mạc lão. Mạc lão, ở chỗ này giúp ngươi khôi phục chiến hồn không tệ chứ? Tiêu Phàm cười nói, có vài phần đắc ý, chỉ là Mạc Thiên Nhai căn bản không để ý đến hắn. Tiêu Phàm gọi vài câu, hắn đều không đáp. Nhìn lại, Mạc Thiên Nhai đang trợn mắt hốc mồm nhìn hồn giới, môi khẽ giật một cái, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, kinh ngạc nói, nơi này lại có một cái bí cảnh tiểu không gian. Bí cảnh tiểu không gian, không phải là hồn giới sao? Tiêu Phàm có chút cổ quái nói. Hồn giới, Mạc Thiên Nhai khịt mũi coi thường, người nói cũng không sai, xung quanh bí cảnh tiểu không gian này quả thật có một đạo hồn giới cách trở. Nhưng ngươi gặp qua hồn giới sẽ tồn tại mãi mãi không? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, hồn giới tồn tại tất nhiên là cực kỳ tiêu hao hồn lực, cái hồn giới này tồn tại lâu như vậy nhưng vẫn không hề biến mất, quả thật có chút quỷ dị. Đồng dạng mà nói, hồn giới chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, bởi vì cuối cùng hồn thạch cũng sẽ có một ngày tiêu hao hết, đương nhiên, có một vài hồn giới có thể tự hấp thu linh khí thiên địa để vận hành, cho nên cũng sẽ không biến mất. Mà hồn giới kiểu này cũng được xưng là bí cảnh tiểu không gian, bởi vì nó đã là một tiểu thế giới chân chính tồn tại. Mạc Thiên Nhai nói, hồn giới này quả thực đã tồn tại mấy tháng, không đúng, chỉ ít cũng phải hơn mấy tháng, lần đầu tiên chúng ta phát hiện ra nó đã có rồi, trước đó là người nhà họ Tôn Yến Thành phát hiện. Trong lòng Tiêu Phàm chấn kinh, sau đó lại nghi hoặc nhìn Mạc Thiên Nhai nói, Mạc lão, bí cảnh tiểu không gian có chỗ đặc biệt gì sao? Mạc Thiên Nhai tốt xấu cũng từng là chiến đế cảnh, thứ có thể khiến hắn chấn kinh như vậy khẳng định không đơn giản, đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm mà thôi. Bí cảnh tiểu không gian là dùng một lượng năng lượng lớn cùng phương pháp đặc biệt đem không gian phong ấn lại, hình thành một cái tiểu không gian cách ly với chiến hồn đại lục, bên trong vốn là một thế giới chân thật tương thông với ngoại giới, có thể nói chỉ có một vài gia tộc cổ xưa cùng thế lực lớn mới có thể nắm giữ. Mạc lão giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vô cùng chăm chú, trong lòng rung động vô cùng, có thể đem không gian phong ấn, phương pháp này cũng quá đáng sợ a. Phương pháp này, ít nhất cũng phải là chiến thánh cảnh mới có thể làm được. Tiêu Phàm cảm khái nói, hắn phát hiện bản thân đối cái thế giới này vẫn biết quá ít, quá ít. Chiến thánh, Mạc Thiên Nhai vẫn khịt mũi coi thường, chiến thánh căn bản không làm được, hiện có bí cảnh tiểu không gian, đều là tồn tại chỉ ít 4-5 ngàn năm. Chẳng lẽ là chiến thần?
Tiêu Phàm kinh hãi, hắn đến chiến đế còn cách một khoảng xa xôi, chiến thánh càng là không thể chạm đến, càng không cần phải nói chiến thần trong truyền thuyết, Tiêu Phàm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi tới chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm còn chưa từng nghe nói qua việc liên quan tới chiến thần, đó là một lĩnh vực không biết. Thế gian này đến chiến thánh cũng cực kỳ thưa thớt, chiến thần đoán chừng sớm đã tuyệt chủng, điều này cũng là lý do vì sao bí cảnh tiểu không gian chân quý như vây. Mạc Thiên Nhai thở dài nói. Tiêu Phàm cũng gật đầu, chiến hồn đại lục mặc dù sinh linh vô số, nhưng lại có bao nhiêu chiến thánh đây, về phần chiến thần, quả thật quá mức ít ỏi. Đúng rồi Mạc Lão, bí cảnh tiểu không gian có thể để cho Tiêu gia ta sử dụng hay không? Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động nói, nếu Mạc Thiên Nhai hiểu rõ về bí cảnh tiểu không gian như vậy, nghĩ đến hắn có lẽ biết phương pháp khống chế bí cảnh tiểu không gian này. Người đi vào tìm mới có thể tìm thấy, đồng dạng là bí cảnh tiểu không gian, đều có một đầu mối điều khiển then chốt, về phần cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Mạc Thiên Nhai lắc lắc đầu nói, nếu như tìm được, người có thể tùy ý điều khiển bí cảnh tiểu không gian này, dù là đem nó đem đến Tiêu Thành cũng có thể. Đem đến Tiêu Thành, Tiêu Phàm máu trong cơ thể sôi sùng sục lên, nếu quả thật có thể, vậy liền không lo lắng vấn đề an nguy. Tiêu gia bình thường có thể đợi ở Tiêu Thành, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp chuyển rời đến bên trong bí cảnh tiểu không gian, ai cũng không làm gì được. Người trước tìm được đầu mối then chốt điều khiển được rồi nói sau. Mạc Thiên Nhai lơ đễnh nói. Cái này không vội. Tiêu Phàm cười ha ha, dù sao bí cảnh tiểu không gian sẽ không chạy mất, hắn tất nhiên sẽ không lo lắng, lại nói, Mạc Lão, hay là trước chữa trị chiến hồn cho ngươi. Phóng xuất ra u linh chiến hồn, Tiêu Phàm bước vào một bước, quay người nhìn Mạc Thiên Nhai nói, cái hồn giới này, có vẻ như cần chiến hồn bát phẩm trở lên mới có thể đi vào. Mạc Thiên Nhai gật đầu, trực tiếp phóng xuất ra cửu u bạch hổ chiến hồn, mặc dù bị thương, nhưng chiến hồn vẫn là bát phẩm cửu u bạch hổ. Có thể nói, chiến hồn phẩm giai càng cao, hồn lực cũng càng hùng hậu, tinh túy, sở dĩ hồn giới có thể phân biệt sự mạnh yếu của chiến hồn. Chính là căn cứ theo đặc tính của hồn lực chiến hồn phân chia mà thôi. Tiêu Phàm, không thể không nói số phận của ngươi tốt đến nghịch thiên, bí cảnh tiểu không gian này nằm ở chỗ thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, đoán chừng có mấy trăm đến hơn ngàn năm không ai dùng. Mạc Thiên Nhai cảm khái nói. Ân, đột nhiên, Mạc Thiên Nhai cau mày một cái, nhún nhún cái mũi nói, khí tức này. Mạc Lão, làm sao vậy? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Mạc Thiên Nhai nói. Khí tức tu la kiếm, còn có một tia khí tức của vô tận chiến hồn, chẳng lẽ nơi này là... Sắc mặt Mạc Thiên Nhai âm tình bất định, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, Tiêu Phàm, người có phải được tu la truyền thừa hay không? Nghe được lời nói của Mạc Thiên Nhai, lòng lộp Tiêu Phàm trong bộp một cái, thân thể rõ ràng rung động một cái, kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Nhai. Tu la truyền thừa, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn ngoại trừ Bạch Thạch. Lại bị Mạc Thiên Nhai một câu nói toạc ra, sao hắn lại biết được chứ? Lúc trước sợi tàn niệm ở luyện tâm tháp kia đều sợ bản thân bị bại lộ thân phận, còn cố ý ngụy trang tu la kiếm một chút. Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, nhưng mà Mạc Thiên Nhai lại là ốc còn không mang nổi mình ốc cười lên, xem ra ta không đoán sai. Ha ha, thì ra là thế, ta liền nói ngươi tu luyện vô tận chiến điển làm sao không bị điên đây, nguyên lai là ngươi đã sớm được tu la truyền thừa. A, à, sắc mặt Tiêu Phàm cứng đờ, trong lòng không còn gì để nói, bản thân có vẻ như không phải được tu la truyền thừa mới tu luyện vô tận chiến điển, mà là trước tu luyện vô tận chiến điển, lại được đến vô tận chiến hồn, cuối cùng mới ngẫu nhiên được tu la truyền thừa. Bất quá Mạc Thiên Nhai cho là như thế, Tiêu Phàm cũng không muốn giải thích, tạm thời để ông cho rằng như vậy đi. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm rất rõ ràng, hắn sở dĩ tu luyện vô tận chiến điển không có điên. Thuần túy là bởi vì năng lực lĩnh ngộ của hắn đối chiến kỹ cùng công pháp, hắn lĩnh ngộ công pháp và chiến kỹ cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh gì. Cho dù có bình cảnh, cảnh giới vừa đến liền đột phá, cho đến nay trừ tu la tam kiếm ra, còn không có loại kia công pháp và chiến kỹ nào hắn không thể tu luyện tới đỉnh phong. Nếu ngươi được tu la truyền thừa, vậy việc chữa trị cho chiến hồn của ta cũng là rất bình thường, tu la truyền thừa mấy ngàn hơn vạn năm, nội dung toàn diện. Có lẽ có phương pháp chữa trị chiến hồn. Mạc Thiên Nhai dường như đang lầm bầm lầu bầu. Mạc Lão nói rất đúng,
chính là bên trong Tu La truyền thừa có ghi chép một loại phương pháp, chỉ là trước kia ta cảnh giới chưa tới, thi triển không được mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng bổ sung một câu. Mạc Thiên Nhai tự mình nghĩ ra, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì không cần bại lộ sự tồn tại của Bạch Thạch, hơn nữa Mạc Thiên Nhai có vẻ như vô cùng tin tưởng Tu La truyền thừa, thậm chí đạt tới cấp độ mù quáng. Trường Phong, nhị tử của ngươi không hề yếu hơn ngươi, ha ha. Mạc Thiên Nhai vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, ngửa mặt lên trời cười to, cả người tựa như trẻ ra mấy chục tuổi. Khụ khụ, Mạc lão, ngươi là làm sao biết ta được Tu La truyền thừa? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nghi hoặc nhìn Mạc Thiên Nhai. Bên trong không gian này có khí thức của Tu La kiếm cùng vô tận chiến hồn, hơn nữa còn có một cỗ khắc nghiệt chi khí như có như không, đây đều thuộc về Tu La điện. Mạc Thiên Nhai tự tin cười một tiếng. Tu La kiếm, ngươi làm sao biết khí thức của Tu La kiếm? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Mạc Thiên Nhai cũng đã từng thấy qua Tu La kiếm? Quách Sĩ Thần hẳn đã nói với người đi, Huyết Lâu Huyết Thiên Ngân cũng là học trò của ta, trên tay y có một thanh kiếm mô phỏng Tu La kiếm, cũng truyền thừa tại Tu La điện, khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Mạc Thiên Nhai giải thích nói. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng mà thần sắc Mạc Thiên Nhai đột nhiên nghiêm lại, ngưng tiếng nói, ngươi đã được Tu La truyền thừa, vậy vô tận chiến hồn kia ngươi hẳn cũng được đi, ta cứ nghĩ mấy tháng gần đây, sao lại thường xuyên có người xa lạ xuất hiện ở Tiêu Thành. Sau đó lại đột ngột biến mất, hẳn là Thần Phong học viện giúp ngươi xử lý. Thần Phong học viện, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, khó trách Nam Cung Vũ từng nói qua, không ai điều tra tin tức của hắn, mà Yến Vương lại đến Tiêu Thành nhiều lần, những việc này vốn là rất mâu thuẫn. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai là Thần Phong học viện trong bóng tối trợ giúp bản thân. Được rồi, ngươi cũng không cần hoài nghi điều gì, Thần Phong học viện nếu nắm giữ vô tận chiến hồn, tất nhiên cũng có chút liên quan đến Tu La Điện, ngươi cũng không nên có ý nghĩ kỳ quái gì, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, Thần Phong học viện về một vài phương diện nào đó quả thực không đơn giản, sau này ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi cứ chữa trị chiến hồn cho ta rồi lại nói tiếp. Mạc lão một mặt tự tin nói, ông đã không chờ đợi kịp nữa muốn khôi phục chiến hồn. Được, Tiêu Phàm hít sâu một cái, suy nghĩ trong lòng rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Thần Phong học viện không chỉ là một học viện, sao lại có quan hệ với tam đại chí cao thần điện Tu La điện trong truyền thuyết chứ? Nhưng mà nghĩ lại, quả thực đúng là như vậy, nếu là không quan hệ thì vô tận chiến hồn của Tu La điện sao lại xuất hiện ở Thần Phong học viện chứ? Mạc Thiên Nhai không nói, chứng minh Tiêu Phàm hắn còn chưa có tư cách để biết rõ tất cả những thứ này. Khó trách lúc trước Quách lão quỷ nói, vô luận đi tới chỗ nào, Thần Phong học viện đều là hậu thuẫn vững chắc của ta. Đây chính là nguyên nhân hắn rất tự tin. Tiêu Phàm bình tĩnh một chút, suy nghĩ rơi vào trên người Mạc Thiên Nhai. Mạc lão, phương pháp chữa trị chiến hồn, người không thể có bất cứ phản kháng gì, cho nên tốt nhất vẫn nên đánh ngất người thì hơn. Tiêu Phàm cười nói. Không đợi Mạc Thiên Nhai phản ứng, Tiêu Phàm đánh vào phía sau cổ ông. Ngươi! Mạc Thiên Nhai căm tức nhìn Tiêu Phàm, lời nói còn chưa dứt liền ngất đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ dáng không liên quan đến ta, sau đó lấy ra ba cái long văn kim châm đâm vào hồn hải Mạc Thiên Nhai, lại lấy ra một cái trấn trụ hồn của hắn, giống lúc trước chữa trị chiến hồn của Sở Khinh Cuồng. Chỉ là lần này không phải lấy hồn bổ hồn, mà là Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng dùng sức mạnh của Bạch Thạch. Làm tốt tất cả những việc này, Tiêu Phàm lấy ra lực lượng Bạch Thạch, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong thân thể Mạc Thiên Nhai. Lấp đầy bên trong hồn hải của Mạc Thiên Nhai. Quả nhiên như ta suy nghĩ, hồn hải Mạc lão gần như khô kiệt, hồn lực tản ra không ngừng, may mà ta đã sớm chuẩn bị, luyện chế một hồ lô ngưng hồn đan. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lấy ra ngưng hồn đan nhét vào trong miệng Mạc Thiên Nhai. Sau một khắc, linh khí thiên địa bốn phía trào vào trong người Mạc Thiên Nhai, trong hồn hải, một đầu bạch hổ to lớn nhe răng nhếch miệng, toàn thân phát ra một cỗ hàn khí kinh tâm động phách. Dường như là đến từ cửu U, chính là cửu U Bạch Hổ. Cùng với việc năng lượng màu trắng tập trung vào trong thân thể cửu U Bạch Hổ, vô tận hồn lực cũng giống như sống lại, hồn lực rồi rào xoay vòng cực nhanh, vô tận chất lỏng hồn lực chiếu xuống. Quỷ dị là bạch sắc cửu hổ, ngoài thân chậm rãi ngưng tụ thành một tầng sương mù màu đen, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, tà mị. Không thể nào, thế này cũng sẽ biến dị.
Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, liền lên lộ ra vẻ mặt khó coi, trong lòng nổi giận mắng, cửu u bạch hổ nếu như biến dị mà nói, chắc sẽ không biến thành cửu u ma hổ đi. Dù sao hồn lực của bạch thạch có thể chậm rãi bổ sung, mẹ nó, liều vậy. Ở chỗ sâu sơn mạch cực kỳ rộng lớn, có một cung điện khổng lồ, bên trong khu cung điện phát ra một cỗ khí tức cực kỳ âm u, lạnh lùng. Đi đến nơi này, thật giống như bị vô số ánh mắt lạnh băng nhìn theo, khắp người sẽ cực kỳ không thoải mái. Cổ thụ che trời, hơi nước răng đầy, lại càng khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ đè nén, trong không khí đều tràn ngập sát khí. Bên trong khu cung điện, bên trong một tòa cung điện không tính là nguy nga tráng lệ, trong đại sảnh có hai đạo thân ảnh đang ngồi. Một người trong đó dáng người khôi ngô, tuổi khoảng trên dưới 50, người mặc trường bào màu vàng óng, khuôn mặt như điêu khắc, lộ ra một sự uy nghiêm của kẻ bề trên, bá khí vô cùng, trên người hắn còn tản ra một loại khí tức cực kỳ cuồng bạo. Một người khác mặc trường bào màu đen, dáng người khô gầy, da rẻ đầy nếp nhăn như củi khô, hai mắt hãm sâu, hiện ra một loại tinh quang, trên người khí tức ẩn đi chứ không lộ ra, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Quỷ trưởng lão hôm nay tới tìm ta, chuyện kia đã hoàn thành. Lôi trưởng lão, xin lỗi, lại để cho hắn chạy thoát, lần này chúng ta phái đi 18 sát thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên tất cả đều chết. Quỷ trưởng lão mặc trường bào màu đen thở dài nói. Nam tử trường bào màu vàng óng lôi trưởng lão nghe vậy, sầm mặt lại, có chút khó chịu nói, quỷ trưởng lão, lôi mỗ không quan tâm các ngươi phái ra bao nhiêu người, ta không muốn biết quá trình, chỉ cần kết quả, ta là vì tin tưởng Diêm La Phủ mới lựa chọn, hơn 3 tháng, các ngươi thậm chí ngay cả một dư nghiệt chiến hoàng trung kỳ đều giết không chết. Lôi trưởng lão, chúng ta cũng coi như là người quen biết cũ, quỷ vô môn của ta lúc nào khiến ngươi thất vọng chưa, chẳng qua chỉ là giết một tên chiến hoàng cảnh, cũng không thể điều động đến chiến đế chứ. Quỷ trưởng lão cau mày một cái, rất khó chịu với thái độ của lôi trưởng lão, có chút ý tứ đối chọi. Quả nhiên, nghe được lời nói của quỷ trưởng lão quỷ vô môn, lôi trưởng lão ngữ khí nháy mắt mềm xuống, quỷ trưởng lão, cho giá đi, cho chiến đế sát thủ có giá gì. Lôi cửu ta sẽ không đến mức chút hồn thạch ấy cũng không chi nổi. Lôi trưởng lão, đã ngươi tự tin như vậy, vì sao không tự mình diệt trừ dư nghiệt? Quỷ vô môn không nhanh không chậm nói ra, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Nghe nói như thế, sắc mặt lôi trưởng lão lôi cửu liền trở nên âm trầm, giống như lời nói của quỷ vô môn lời đang đâm vào chỗ đau của hắn vậy. Vô luận như thế nào, ta chỉ muốn giết chết dư nghiệt này, tất cả những gì phải bỏ ra, lôi ra ta có thể đều trả được. Lôi cửu hít sâu một cái, bỗng nhiên đứng dậy, rất khí phách nói ra. Yên tâm, Diêm La Phủ ta vì danh dự cũng sẽ truy sát đến cùng. Quỷ vô môn cười nhạt một cái nói, lôi trưởng lão, vậy liền không tiễn. Hừ, lôi cửu lạnh lùng hừ một tiếng liền đi ra ngoài cửa. Lúc lôi cửu biến mất, tiếu dung trên mặt quỷ vô môn trong nháy mắt ngưng kết, thân sắc trở nên vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, lôi ra, muốn trách thì trách bản thân các ngươi năm đó tâm ngoan thủ lạt, nếu như không tìm Diêm La Phủ ta ra tay với Mộ Dung gia tộc, Diêm La Phủ ta cũng sẽ không mất một sát thánh tương lai. Quỷ vô môn đi tới cửa, nhìn xem bầu trời âm u, chậm chạp nói, không phải Diêm La Phủ ta không muốn toàn lực xuất thủ, mà là không dám toàn lực động, Mộ Dung dạ, ai? Thở dài, quỷ vô môn đột nhiên biến mất ở trong cung điện. Tiêu Phàm đã tiến vào bí cảnh tiểu không gian được 3 ngày, Tiêu Thành Tiêu ra phủ đệ. Trong một tòa tiểu viện, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đang nghiên cứu thảo luận võ kỹ, đột nhiên két một tiếng, cửa phòng mở ra. Một đạo thân ảnh khô gầy đi tới. Thân ảnh khô gầy dĩ nhiên chính là Mộ Dung Tuyết, sau khi Phong Lang đem hắn mang về, vẫn để hắn trong sân, Phong Lang đi tìm Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, hoàn toàn mặc kệ Mộ Dung Tuyết tự sinh tự diệt. Dưới sự khẩn cầu của Phong Lang cùng Tiểu Kim, Tiêu Phàm cuối cùng không có cách nào chỉ có thể thay giúp thương thế của hắn ổn định lại, chờ vài ngày, Mộ Dung Tuyết sốt cục tỉnh lại, chỉ là thân thể hết sức yếu ớt. Lại còn muốn chạy, cửa ở bên kia, xin cứ tự nhiên. Phong Lang nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, không tiếp tục để ý nữa. Mộ Dung Tuyết rất cao ngạo, Phong Lang tương đối thích cỗ ngạo khí này của hắn, nhưng mà lại càng thêm khó chịu vì sự vô lễ của Mộ Dung Tuyết. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Điều khiến Phong Lang rất ngạc nhiên là,
Mộ Dung Tuyết vậy mà không có rời đi, mà là hướng về phía Phong Lang chắp tay một cái nói. Cứu ngươi không phải ta, ta cũng không khả năng này để cứu ngươi. Phong Lang cũng không muốn nhận lấy, ngươi không phải rất cao ngạo sao, tiếp tục cao ngạo cho ta nhìn xem nào. Ảnh Phong ở một bên trầm mặc không nói, lẳng lặng đánh giá Mộ Dung Tuyết, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen nhánh thâm thúy, hiện ra màu sắc đen như ngọc thạch, còn lộ ra một cỗ sắc bén cùng tang thương. Một đầu tóc đen dày trùm trên vai, như thác nước rủ xuống, thân hình cao to, như cây tùng cao ngạo đứng thẳng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ gọn gàng linh hoạt. Nguyên bản áo bào trắng đầy máu đã đổi thành một bộ trường bào bình thường, nhưng vẫn như cũ khó che giấu được cái khí chất xuất trần kia, có thể nhìn ra, hắn hẳn rất nghiêm khắc với bản thân. Mộ Dung Tuyết nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mộ Dung Tuyết đúng không, ta gọi Ảnh Phong, tới ngồi một chút. Ảnh Phong vội ho một tiếng, đánh vỡ sự im lặng nói. Mộ Dung Tuyết do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước chân đi đến bên cạnh cái bàn đá, lại không hề ngồi xuống, nhìn đám Phong Lang chắp tay nói, các hạ có thể mang ta đi bái kiến vị kia huynh đệ đã cứu ta kia không? Huynh đệ cũng không phải có thể tùy ý kêu, cũng không phải người nào đều có thể trở thành huynh đệ của công tử. Phong Lang lạnh lùng cười nói, nhưng mà trong lòng y có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Tuyết này không phải rất cao ngạo sao? Sao đột nhiên hiện tại lại ăn nói khép nép như vậy? Không sai, không phải mỗi người đều có thể trở thành huynh đệ của công tử. Đối với điểm này, Ảnh Phong cũng rất tán thành, lại nói, thương thế trên người ngươi công tử có thể chữa lành, nhưng mà công tử chưa chắc sẽ trị cho ngươi, nếu như ngươi muốn trị liệu thương thế, ta khuyên ngươi nhanh đi tìm một chỗ khác. Sắc mặt Mộ Dung Tuyết có chút khó coi, có chút phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn hít sâu một cái nhẫn xuống, hắn rất rõ ràng thương thế của mình, trốn chạy 3 tháng đã là dầu hết đèn tắt. Nếu như không phải nhờ ý chí kia chống đỡ, có lẽ đã sớm chết, đi tìm những người khác cũng chưa chắc có thể chữa khỏi bệnh cho mình, huống chi hắn tận mắt nhìn thấy một châm của Tiêu Phàm liền ổn định thương thế của mình. Khả năng như vậy theo Mộ Dung Tuyết, quả thật rất phi phàm. Khẽ cắn môi, Mộ Dung Tuyết lại nói, không biết cần gì điều kiện hắn mới giúp ta, vô luận điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Chẳng lẽ để ngươi trở thành thủ hạ của công tử ngươi cũng đồng ý? Ảnh Phong cười nhạt một tiếng. Thủ hạ, sắc mặt Mộ Dung Tuyết cứng đờ, lắc lắc đầu nói, người như ta dễ dàng mang tới họa sát thân cho hắn. À, ngươi cũng sợ liên lụy đến người khác sao? Ảnh Phong phát hiện, Mộ Dung Tuyết cũng không hề cao ngạo như trong tưởng tượng. Chỉ ít còn sẽ vì cân nhắc người khác. Phong Lang có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng, có thể để cho hắn bỏ đi sự cao ngạo của bản thân, xem ra cũng là người mang huyết hải thâm thù, ý chí này một mực giúp hắn chống đỡ. Như vậy đi, ngươi nếu như muốn công tử thay ngươi chữa thương, ta cũng chỉ cho ngươi một con đường. Phong Lang suy nghĩ một chút nói. Là gì? Mộ Dung Tuyết không chút do dự hỏi. Đầu tiên, ngươi nhất định phải khiến công tử thấy ngươi thuận mắt. Phong Lang hết sức trịnh trọng nói ra. Gào, bên trong bí cảnh không gian, đột nhiên vang lên một tiếng hét đáng sợ, chấn động tứ phương, một cỗ hồn lực cường đại ba động quét về tứ phương. Trên một mảnh cỏ, sắc mặt Tiêu Phàm tái nhợt vô cùng, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, nhìn phía xa chậm chạp nói, cuối cùng cũng thành công, mẹ nó, biến dị thành cửu phẩm chiến hồn quá là đáng sợ. Vì sao lúc ấy khiến tiểu kim biến dị lại nhẹ nhàng như vậy chứ? Cách đó hơn 100 mét, Mạc Thiên Nhai ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu một đầu hắc sắc lão hổ to lớn phẫn nộ gào thét, trong không khí nổi lên từng đạo hồn lực ba động, cổ thụ bị cỗ khí lãng kia thổi cong xuống, thiếu chút nữa thì bị bẻ gãy. Khó trách Tiêu Phàm không ngăn được cỗ uy áp này, thậm chí còn bị hồn lực ba động áp chế một chút. Chiến hồn trên đỉnh đầu Mạc Thiên Nhai không còn là bát phẩm chiến hồn cửu u bạch hổ, mà là cửu phẩm chiến hồn cửu u ma hổ, mặc dù chỉ khác một chữ, nhưng uy thế lại khác một trời một vực. Bên người Mạc Thiên Nhai xuất hiện vô số hồn thạch, trung phẩm hồn thạch, thượng phẩm hồn thạch, nhiều vô số. Chiến hồn được chữa trị, hồn hải cũng được phục hồi như cũ, cần thu nạp vô số hồn lực mới có thể lấp đầy, giống như một người đói bụng, tự nhiên là phải ăn vào. Nhìn động tĩnh phía xa, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Mạc Thiên Nhai khôi phục, tự nhiên rất nhanh có thể đạt tới chiến đế cảnh,
đến thời điểm đó là hắn có thể an tâm đi tham gia sát phương thí luyện. Tiêu Phàm đã sớm rõ ràng, muốn khiến chiến hồn biến dị, cần năng lượng của bạch thạch, hơn nữa cái loại năng lượng này cũng có thể dùng hồn lực chậm rãi bổ sung, chỉ là biến thành chiến hồn phẩm giai càng cao, cần năng lượng càng mạnh. Tiêu Phàm nghĩ không ra là vì sao lúc trước khiến tiểu kim biến dị thành cửu phẩm hoàng kim thánh sư liền thoải mái như vậy, mà lần này lại phiền toái như vậy. Hơn nữa, lần đó tiểu kim vẫn chỉ là ngũ giai tuyết sư mà thôi, biến thành cửu phẩm, độ khó càng phải nhiều hơn mới đúng chứ. Không đúng, mình có chỗ nhầm lẫn, bạch thạch tất nhiên khiến tiểu kim phát sinh biến dị, nhưng cũng không phải là duy nhất một lần thì liền trở thành hoàng kim thánh sư, mà là bởi vì tiểu kim thường xuyên ở cùng mình, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị năng lượng của bạch thạch thay đổi một chút, liền giống như ảnh phong, chiến hồn biến dị cũng rất đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, nếu nghĩ không ra, Tiêu Phàm cũng không có dây dưa nữa vấn đề này, mà là đứng dậy, bắt đầu nghiêm túc dò xét bí cảnh tiểu không gian này. Lúc trước tiến vào trong này, chỉ là vì được cường giả truyền thừa mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại mới phát hiện bí cảnh tiểu không gian này thật đúng là không nhỏ, hoàn toàn có thể so với một tòa tiêu thành. Không gian lớn như vậy, để đệ tử Tiêu gia sống ở đây là hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa có chỗ rất mông lung, giống như biên giới không gian, đến Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Hắn cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ cái sương mù mông lung trong kia. Trước đi tìm xem cái gọi là đầu mối khống chế then chốt kia. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm dạo quanh bí cảnh tiểu không gian này một lần, khiến hắn thất vọng là cũng không phát hiện cái gọi là đầu mối khống chế then chốt. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía cái phù đảo kia, toàn bộ trong không gian nhỏ, cũng chỉ có chỗ đó có dấu vết kiến trúc. Chỉ là những cái phòng cỏ tranh từ lâu đã bị tu la kiếm hủy diệt mà thôi, bây giờ đã biến thành phế tích. Bất quá Tiêu Phàm không có buông tha bất cứ dấu vết nào, nếu quả thật có đầu mối khống chế then chốt, 89 phần 10 khả năng ở trên đảo nhỏ, dù sao tu la kiếm đều đặt ở chỗ đó. Lần này, Tiêu Phàm lắc mình mấy cái liền vượt qua hồ nước, trọng lực trên mặt hồ nước mặc dù rất lớn, nhưng mà không đủ ngăn cản một cường giả chiến hoàng cảnh. Hồn lực Tiêu Phàm thả ra, toàn bộ đảo nhỏ trong nháy mắt in vào đầu óc hắn, đáng tiếc, bốn phía cũng không có đồ vật đặc thù gì. Nơi này cũng không có thì muốn tìm tới cái đầu mối khống chế then chốt kia cũng rất phiền phức. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, cái bí cảnh tiểu không gian này nói nhỏ thật đúng là không nhỏ. Đúng, liệu có thể là tu la kiếm không? Đột nhiên Tiêu Phàm nghĩ đến, sau đó không chút do dự lấy tu la kiếm ra. Nhưng khiến hắn thất vọng là tu la kiếm bình thản không có gì khác lạ, căn bản không có bất kỳ động tĩnh gì, lần trước tìm được tu la lệnh ngược lại là rất chủ động. Chờ đã, tu la lệnh, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, nếu như nói cái không gian bí cảnh này có quan hệ với tu la điện, vậy cũng chỉ có tu la kiếm cùng tu la lệnh, nếu tu la kiếm vô dụng, vậy liền thử tu la lệnh xem. Trong bàn tay, một khối lệnh bài cổ xưa xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Một tia ý niệm dung nhập bên trong tu la lệnh, sau một khắc, bốn phía không gian khẽ rung lên. Hữu dụng, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kích động, cho tới nay, hắn đều coi là cái tu la lệnh này chỉ là một cái tượng trưng thân phận, không nghĩ tới còn có thể dùng như vậy. Nếu như có thể dùng tu la lệnh điều khiển cái bí cảnh không gian này, đó là việc không thể tốt hơn. Nha, ta làm sao lại ngu xuẩn như vậy chứ, ta có tu la truyền thừa mà. Bên trong nên sẽ có ghi chép cái này. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong tu la truyền thừa. Rất nhanh trên mặt Tiêu Phàm liền lộ ra vui mừng, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng phải lấy máu nhận chủ, không nghĩ tới lại là dùng vô tận chiến hồn luyện hóa. Nói liền làm, Tiêu Phàm trực tiếp triệu hồi ra vô tận chiến hồn bắt đầu luyện hóa bí cảnh tiểu không gian cùng tu la lệnh, dù sao Mạc Thiên Nhai đều biết bản thân nắm giữ chiến hồn này. Vậy cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở trong một cái sơn động u ám, mà trước mắt hắn thác nước lại biến mất không thấy gì nữa. Thành công! Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ nhìn tu la lệnh trong tay, khó nén sự vui mừng trong lòng, trong đầu tựa như nháy mắt nhiều thêm rất nhiều ký ức. Những ký ức kia đều là liên quan tới bí cảnh tiểu không gian, có phương pháp vận dụng, có truyền thừa lịch sử.
ta hiện tại há không phải giống như mang theo một cái tiểu thế giới chạy khắp nơi hay sao? Hồn giới so sánh với cái này, quả thực quá yếu. Bất quá coi bí cảnh tiểu không gian là thành hồn giới dùng, vậy đơn giản quá lãng phí, đến thời điểm đem bí cảnh đặt ở Tiêu gia, mở ra một cái đường vào, để nhị ca khống chế phương pháp ra vào bí cảnh, an nguy Tiêu gia đã được bảo hộ. Liếc mắt nhìn hang động u ám, Tiêu Phàm thầm nói dù sao Mạc lão khôi phục tu vi cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn, ta trước về Tiêu Thành lại tính. Lắc mình một cái, Tiêu Phàm liền mang bí cảnh tiểu không gian rời đi. Khi hắn vừa mới trở lại chỗ ở tại Tiêu Phủ, Tiêu Hàn giống như chờ đợi đã lâu vậy, trực tiếp chạy qua, tam đệ, ta rời đi vài ngày, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ. Coi như thuận lợi, nhị ca, có chuyện gì? Tiêu Phàm cười cười nói. Mấy ngày nay, ta cùng với các trưởng lão thương lượng vấn đề lần trước, cuối cùng chúng ta nghĩ ra một phương pháp. Tiêu Hàn có chút kích động nói, đào địa đạo, chúng ta tại Tiêu Phủ, thậm chí toàn bộ phía dưới Tiêu Thành, đào ra một cái địa đạo rất lớn, nếu như có nguy hiểm gì, có thể để Tiêu gia tạm thời ở lại. Đào địa đạo, Tiêu Phàm có chút sở khóc sở cười, bất quá nói đi nói lại, việc này đối mặt với người dưới chiến hoàng cảnh mà nói, cũng là một cái biện pháp không tồi. Nhưng mà nếu là trước mặt chiến hoàng thì không tính là gì, một chiêu đánh xuống, sơn băng địa liệt trực tiếp sụp đổ, rất nhiều người chỉ sẽ bị chôn sống ở dưới lòng đất vì ngạt thở mà chết. Tiêu Phàm cũng hiểu, Tiêu Hàn bọn họ cho là bản thân chỉ là chiến vương cảnh, đối thủ đối mặt cũng chỉ là chiến vương cảnh mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng, nếu như người ngay cả hắn đều giải quyết không được, vậy thì có thể không phải là chiến hoàng cảnh, mà là chiến đế. Nhìn thấy Tiêu Hàn còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm nói ra, nhị ca, ta đã có một cái biện pháp bảo hộ an nguy Tiêu gia, bất quá chỉ có ngươi được biết. Biện pháp gì, Tiêu Hàn không cần nghĩ ngợi hỏi. Phương pháp này thế nào? Tiêu Phàm cười nói, hắn mang theo Tiêu Hàn tiến vào bí cảnh tiểu không gian một chuyến, hắn tin tưởng Tiêu Hàn cũng sẽ hài lòng. Tam đệ, Tiêu Hàn toàn thân run rẩy, bờ môi có chút run lên, đệ đây quả thực là quỷ phủ thần công, cái này. Những nhận thức trước đây của Tiêu Hàn hoàn toàn bị phá tan, trước kia nhận thức của y bị hạn chế trong một tòa tiêu thành, về sau bởi vì chiến hồn biến dị, mục tiêu biến thành chiến vương. Mà hiện tại, vậy mà xuất hiện một tiểu không gian rộng lớn, bên trong lại còn có thể tu luyện, điều khiến Tiêu Hàn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cái bí cảnh tiểu không gian này, ta liền đặt ở bên trong phòng này, về phần phương pháp mở ra. Tiêu Phàm ngừng lại, lấy ra tu la lệnh bài nói, nhị ca, phóng thích hồn lực của huynh. Được. Tiêu Hàn không chút do dự dùng hồn lực bao trùm tu la lệnh. Tiêu Phàm cũng không quan tâm, Tiêu Hàn cũng không có khả năng nhận biết tu la lệnh. Sau một lát, Tiêu Phàm thu hồi tu la lệnh, cười nói, nhị ca, được rồi, huynh lại phóng xuất ra hồn lực thử xem. Tiêu Hàn gật đầu, lúc y phóng xuất ra hồn lực, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Trước cửa vẫn là một cái thác nước, hơn nữa cái kia hơi nước còn thông qua cánh cửa kia thẩm thấu ra. Đây chính là cửa tiến vào bí cảnh tiểu không gian, chỉ có hồn lực của huynh mới có thể mở ra, khí tức hồn lực của mỗi người không giống, cho nên huynh không cần lo lắng người khác có thể mở ra. Nhìn Tiêu Hàn đang trợn mắt hốc mồm, Tiêu Phàm giải thích nói. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu, nói, khí tức hồn lực, đây chính là thứ còn phức tạp hơn rất nhiều so với vân tay người. So với mật mã khoa học kỹ thuật còn rườm rà hơn nhiều, hơn nữa bí cảnh này sau khi bị ta luyện hóa, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng chủ động đi ra, xem như lồng giam cũng không tệ. Liền có thể đi vào, Tiêu Hàn có chút kích động, chuẩn bị bước vào bí cảnh tiểu không gian. Cái này cửa không gian này mặc dù chỉ có huynh có thể mở ra, nhưng là vì đề phòng vạn nhất, ta còn chuẩn bị cái chìa khóa thứ hai. Tiêu Phàm lắc đầu, ghé vào Tiêu Hàn bên tai nói vài lời. Nói, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Tiêu Hàn gật đầu rất mạnh, tam đệ, đệ yên tâm, nhị ca mặc dù không có thiên phú như đệ, nhưng nhất định bảo vệ cẩn thận Tiêu gia. Ân, nhị ca yên tâm, tạm thời còn không có người nào đối phó được ta, nhưng là ta sợ vạn nhất, cho nên mới nghĩ đến chuyện chuẩn bị sớm một chút. Tiêu Phàm nói ra, hắn còn có một câu không có nói là, hắn luôn cảm giác không lâu sau đó sẽ có một chuyện không tốt sẽ xảy ra. Cho nên mới có thể nghĩ đến làm những việc này. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, đúng rồi lão tam, ta cảm thấy vẫn nên đào cái kia,
thứ nhất có thể không cần bại lộ bí cảnh tiểu không gian, thứ hai, vạn nhất không kịp tiến vào tiểu không gian, cũng có thể dự bị, nhưng mà hầm này phải đào sâu một chút, sau đó dùng nham thạch rát lên, cho dù là chiến hoàng cảnh cũng không làm gì được. Việc này nhị ca tự mình xem xét rồi làm. Tiêu Phàm gật đầu cười nói. Được, vậy ta liền đi làm. Tiêu Hàn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhớ tới cái gì, tam đệ, bí cảnh tiểu không gian này tên gọi là gì. Tiêu Phàm ngược lại không có nghĩ tới việc đặt tên cho bí cảnh tiểu không gian, lơ đễnh nói, liền kêu Tiêu gia bí cảnh. Tiêu Hàn rời đi, Tiêu Phàm lại đắm chìm trong hồn điêu chi thuật, cách kỳ hạn 3 tháng càng ngày càng gần. Tất cả mọi việc đều sắp xếp tương đối, mẹ nó, sao mình cứ có cảm giác đang an bài chuyện hậu sự vậy? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, Phi Phi, đại cát đại lợi, không phải là một sát phương thí luyện thôi à, có gì mà sợ? Công tử! Đột nhiên, giọng nói của Phong Lang từ ngoài cửa truyền đến. Vào đi! Tiêu Phàm ý niệm quét qua, ba đạo thân ảnh in vào trong đầu hắn. Cửa phòng két một tiếng, Phong Lang, Ảnh Phong còn có Mộ Dung Tuyết đi tới, Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn nói, tìm ta có chuyện gì không? Hắn tự nhiên biết là có chuyện gì, toàn thân kinh mạch Mộ Dung Tuyết thụ thương, hơn nữa còn có một loại lực lượng quỷ dị đang ăn mòn hồn hải của y, hiển nhiên là tìm đến bản thân để xin trị liệu. Phong Lang cùng Ảnh Phong cho Mộ Dung Tuyết một cái ánh mắt, Mộ Dung Tuyết vội vàng nói, tiên sinh, Mộ Dung Tuyết lần trước có nhiều đắc tội, xin rộng lượng bỏ qua cho. Lòng ta không lớn như vậy. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm Mộc Điêu trong tay. Nói chuyện của ngươi ta không muốn quản, Diêm La Phủ, ta đây thế lực nhỏ không dám động chạm vào. Vừa nghe đến ba chữ Diêm La Phủ này, toàn thân Mộ Dung Tuyết sát khí không mảy may che giấu phát ra, băng lãnh tới cực điểm. Bất quá rất nhanh liền bị Mộ Dung Tuyết áp chế xuống, cung kính nói, tiên sinh, chỉ cần ngài chữa khỏi thương thế của ta, người muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Cho dù là chết, trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Bất quá ngoài mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt. Kỳ thật hắn không muốn cứu Mộ Dung Tuyết, ngược lại không phải vì lúc đầu Mộ Dung Tuyết không lễ phép, mà là hắn đang suy nghĩ có nên xuất thủ hay không, dù sao đây chính là liên quan đến Diêm La Phủ, một trong tam đại tổ chức sát thủ ở chiến hồn đại lục. Phải, cho dù là chết, Mộ Dung cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Bất quá, Mộ Dung còn có một chuyện phải xử lý, đợi xử lý xong những chuyện kia lại đến trước mặt tiên sinh tự sát. Mộ Dung Tuyết khẽ cắn môi, con người vô cùng kiên định. Tiêu Phàm hiếu kỳ đánh giá Mộ Dung Tuyết này, cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng ánh mắt Mộ Dung Tuyết lại khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tang thương. Hơn nữa, trên người hắn còn có huyết khí nồng nặc, hết sức phức tạp, rất hiển nhiên hắn giết người không ít. Có thể bị 10 chiến hoàng sát thủ của Diêm La Phủ truy sát, Mộ Dung Tuyết cũng không được phép khinh thường. Chủ yếu nhất là hắn còn trúng độc dược mãn tính, có thể sống sót cũng là vô cùng không dễ. Ta muốn biết, ngươi có quan hệ gì với Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc? Ngươi có thể không trả lời, nhưng ta cũng có thể lựa chọn không cứu. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Một người chỉ cần nói láo, cảm xúc liền sẽ có chút biến hóa, Tiêu Phàm rất tin tưởng cảm giác của bản thân. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, toàn thân chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có chút đề phòng, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, cắn răng nói, ta chính là người còn sống sót của Mộ Dung gia tộc kia. Làm sao có thể, Mộ Dung gia tộc rõ ràng đã diệt vong, nghe nói là một người cũng không để lại. Phong Lang kinh ngạc kêu đi ra, tầm 10 năm trước, người còn chỉ có mấy tuổi. Mộ Dung Tuyết nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn tóe máu. Cái gì Mộ Dung gia tộc? Ta đều chưa nghe nói qua, Phong Lang ngươi làm sao biết được? Ảnh Phong nghi ngờ nói. Ta cũng chỉ là nghe tin đồn mà thôi, Phong Lang lắc đầu, hiển nhiên là không định nói thêm cái gì. Ta bị cứu nhân của ta cứu, nhưng ta còn muốn giết hắn báo thù, chỉ cần hắn chết, ta có chết mà không tiếc. Mộ Dung Tuyết sát khí trùng thiên, bốn phía giống như có tuyết rơi, nhiệt độ hạ thấp xuống mấy độ. Mấy người Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn có chút nghĩ mãi mà không hiểu, nếu muốn tiêu diệt Mộ Dung gia ngươi, vì sao lại phải cứu ngươi? Bất quá mấy người có thể nhìn ra Mộ Dung Tuyết không có nói dối, cỗ địch ý cùng sát khí kia không phải giả.
Cựu nhân của ngươi là người Diêm La Phủ. Tiêu Phàm cau mày một cái. Đã từng là, hiện tại không phải. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, trong đầu tựa như hiện ra thân ảnh người nào đó. Một vấn đề cuối cùng, mẫu thân Tiểu Kim bị những người kia giết chết, ta muốn biết là ai phái bọn chúng tới giết ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng sát khí. Cửu Tiêu Cung, lôi ra. Mộ Dung Tuyết nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn báo thù giúp một đầu hồn thú sao? Lôi ra sao? Tốt, vấn đề của ngươi ta giúp ngươi. Tiêu Phàm dõng dạc nói. Chỉ cần không phải người Diêm La Phủ, Tiêu Phàm liền không có quá nhiều lo lắng, về phần người lôi ra, bình thường sẽ không rời khỏi Thánh Thành. Bây giờ biết kẻ sai khiến bọn người giết chết mẫu thân Tiểu Kim là ai, thù này chậm rãi tính. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua hơn 2 tháng. Vấn đề của Mộ Dung Tuyết đối với Tiêu Phàm mà nói hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Qua mấy ngày, kinh mạch Mộ Dung Tuyết đã khôi phục như lúc ban đầu, độc trong cơ thể cũng bị loại trừ không còn chút nào. Một tháng trước, Mộ Dung Tuyết rời khỏi Tiêu gia, mấy người Tiêu Phàm không có ngăn cản. Một người trong lòng kìm nén cừu hận sâu sắc thì không thể níu họ ở lại, có giữ lại cũng vô dụng, chấp niệm kia mỗi ngày sẽ càng dằn vặt. Tựa như bản thân Tiêu Phàm hắn, gần đây mỗi ngày trong mộng đều sẽ mơ tới tiểu ma nữ, mơ tới bản thân đi đến Thánh Thành, muốn tới gần tiểu ma nữ nhưng bị muôn ngàn cách trở. Mỗi đêm bừng tỉnh từ trong mộng nhiều lần, mồ hôi đầm đìa, trong lòng thậm chí có chút sợ hãi. Ngược lại chuyện thí luyện sát phương, hắn một lần cũng không mơ tới. Có điều, sau khi Tiêu Phàm thanh tỉnh lại, mục tiêu lại vô cùng kiên định. Hắn từng nói với tiểu ma nữ, ai muốn cưỡng ép mang tiểu ma nữ từ bên cạnh hắn đi, phải bước qua xác hắn. Lần trước tiểu ma nữ bị Diệp Lâm Trần mang đi, Tiêu Phàm vô cùng tự trách. Hắn âm thầm thề, sự tình như thế này tuyệt đối không có lần tiếp theo, dù đối mặt với chiến đế, chiến thánh, thì đã sao? Khoảng cách tới thời gian thí luyện sát phương ngày càng gần, Tiêu Phàm cũng chậm rãi đem trạng thái bản thân điều tiết đến mức tốt nhất. Một tháng trước, Mạc Thiên Nhai từ trong không gian Tiêu gia bí cảnh đi ra, cả người tựa như trẻ ra nhiều tuổi, mặc dù tạm thời chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng mà hắn tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Bởi vì chiến hồn hắn đã không chỉ cực hạn ở bát phẩm mà là cửu phẩm, điều này chứng minh hắn có khả năng cùng hy vọng trùng kích chiến thánh. Mạc Thiên Nhai hiểu rõ, đây là công lao của Tiêu Phàm, hắn cũng rất thức thời không hỏi thăm Tiêu Phàm cái gì, dù sao có thể làm cho chiến hồn biến dị, thủ đoạn này tại chiến hồn đại lục hoàn toàn là nghịch thiên. Nếu để cho người khác phát hiện năng lực Tiêu Phàm tuyệt đối bị truy lùng đến chết. Mạc Thiên Nhai vô cùng rõ ràng sự lợi hại trong đó, cho nên coi như không hề phát sinh chuyện gì, mỗi ngày đợi tại chiến kỹ các, đọc sách, dạy đệ tử Tiêu gia, thời gian trôi qua như thường ngày. Về phần Phong Lang cùng Ảnh Phong, hai người bọn hắn một mực đắm chìm trong lĩnh ngộ chiến kỹ. Tiêu Phàm truyền lại cho hai người Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Lưu Quang Trích tinh bộ. Hai người thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà trong lĩnh ngộ chiến kỹ lại thua xa Tiêu Phàm. Thường xuyên đi thỉnh giáo Tiêu Phàm, cảnh giới mặc dù không tăng lên nhưng thực lực hai người cũng tiến bộ không ít. Hơn 2 tháng trôi qua, Tiêu Phàm ngày qua ngày lặp lại một lộ trình, giảng bài, điêu khắc, lĩnh ngộ ý cảnh. Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc Tiêu Phàm tu luyện đến nay, trên 3 tháng mà cảnh giới không có tiến bộ lớn. Đương nhiên, cảnh giới của hắn mặc dù dừng lại ở chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng mà hắn lúc nào cũng có thể bước vào chiến hoàng hậu kỳ. Chỉ là do tham gia thí luyện sát phương một mực muốn áp chế tu vi mà thôi, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ đột phá. Người khác có lẽ không biết Tiêu Phàm đáng sợ, nhưng hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong đều vô cùng rõ ràng, dù Tiêu Phàm là chiến hoàng trung kỳ, nhưng nếu quả thật muốn động thủ, hai người cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiêu Phàm. Hô! Tiêu Phàm nhẹ thở phào, nhìn một hình gỗ khác trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười yêu chiều. Mộc điêu này điêu khắc ra chính là tiểu ma nữ. Mộc điêu tiểu ma nữ xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, cặp mắt thanh tuyền, lúc nhìn quanh tự nhiên có một khí thế nhẹ nhàng hoạt bát, xinh đẹp vô cùng. Tâm tư Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây là dung nhan hoàn mỹ của tiểu ma nữ trong mắt hắn hồi hơn nửa năm trước. Nếu để cho hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tiểu ma nữ, đoán chừng Tiêu Phàm đã sớm nổi giận vì hồng nhan. Sắp rồi. Còn thời gian hơn nửa năm, huynh nhất định đón muội trở về.
Tiêu Phàm nhìn Mộc Điêu trong tay, nhu tình cười nói. Công tử! Đột nhiên, thanh âm Phong Lang vang lên ở ngoài cửa, gọi vài câu Tiêu Phàm mới hồi phục lại tinh thần. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi Mộc Điêu trong tay, đẩy cửa phòng đi ra. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Phong Lang cùng Ảnh Phong đang chờ trong sân, Tiêu Hàn cũng mang theo một đám trưởng lão Tiêu gia đứng ở một bên. Thậm chí đến cả Mạc Thiên Nhai cũng xuất hiện ở nơi này, trên người hắn phát ra khí tức ngày càng thâm sâu khó lường, điều này cũng giúp cho Tiêu Phàm đối với an nguy của Tiêu gia cùng bàn tử yên tâm không ít. Ở ngoài viện còn hai sư tử kim sắc uy lực đang đứng, nhìn qua bề ngoài cũng không khác Tiểu Kim lắm, chỉ là hình thể lớn một chút. Lông tóc như tản ra hào quang màu vàng óng, đây là hai huynh đệ của Tiểu Kim, từ tuyết sư biến dị thành thất phẩm Lưu Vân Kim Sư, bây giờ cũng đã đột phá đến ngũ giai. Điều này cũng xác minh ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, Tiểu Kim ngay từ đầu có lẽ cũng biến dị thành Lưu Vân Kim Sư, chỉ là thời gian dài ở bên cạnh hắn, cho nên mới có thể biến dị thành cửu phẩm Hoàng Kim Thánh Sư, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thấy lạ về năng lực bạch thạch. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mấy người Tiêu Phàm chuẩn bị rời khỏi Tiêu gia, tiến tới tham gia thí luyện sát phương. Đại trưởng lão, nhị ca, mọi người bảo trọng. Tiêu Phàm không nói thêm cái gì, hơi hơi chắp tay với đám người nói. Nơi này rất nhiều người là trưởng bối của hắn, mặc dù trong mắt bọn họ Tiêu Phàm đã từng là một phế vật, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều kiêu ngạo vì hắn, Tiêu Phàm cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Vừa dứt lời, Tiểu Minh trong nháy mắt biến thành bản thể, mấy người Tiêu Phàm đạp lên trên lưng Tiểu Minh, lao đi về hướng chân trời. Cửu phẩm hồn thú ám dạ minh chuẩn, Tiêu Phàm, không biết lần sau các ngươi trở về sẽ đạt tới cấp độ như thế nào. Mạc Thiên Nhai tự lẩm bẩm, đột nhiên biến mất tại chỗ, trong sân lại khôi phục yên tĩnh. Trên không trung, mây mù bay lượn bên tai bọn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Phong Lang cùng Ảnh Phong nói, chuẩn bị tốt chưa? Tốt. Hai người không chút do dự nói. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó sờ đầu Tiểu Kim, cười nói, Tiểu Kim, Tiểu Minh. Thí luyện sát phương lần này không thể mang theo các ngươi, đến lúc đó các ngươi ở tại thần châm các nhé. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, bộ dáng không thích, Tiểu Minh cũng quay đầu kêu nhỏ một tiếng. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn đã từng nghĩ đến việc dẫn Tiểu Kim cùng Tiểu Lang đi, dù sao Huyết Yêu Nhiều cũng biết rõ thân phận bản thân. Nhưng nghĩ lại, Huyết Yêu Nhiều biết nhưng người khác lại không biết. Nếu như ngang nhiên lấy thân phận Tiêu Phàm tham gia thí luyện sát phương, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, cũng chưa chắc cho mang theo hồn thú, cho nên Tiêu Phàm quyết định dứt khoát để bọn nó lại Ly Hỏa Đế Đô. Được rồi, đừng tức giận nữa, đến lúc đi Vô Song Thánh Thành nhất định mang theo các ngươi. Tiêu Phàm giọng điệu chắc chắn, sau đó nhìn về phía Phong Lang cùng Ảnh Phong, tiện tay ném cho hai người một vật, mặt nạ, các ngươi đeo lên. Rõ. Công tử, hai người cung kính gật đầu, tham gia thí luyện sát phương tốt nhất đừng bại lộ thân phận. Mấy ngày sau, tại Ly Hỏa Đế Đô, sinh tử đấu trường, trong một phòng hội nghị bí ẩn rộng lớn, giờ phút này tu sĩ đứng đầy, mỗi người đều đeo mặt nạ, hơn nữa tản ra sát khí cường đại. Trong đó một nữ tử váy đỏ đeo mặt nạ huyết sắc mân côi, con người thỉnh thoảng liếc nhìn tứ phương, trong mắt là vẻ lo lắng. Bên cạnh nàng là một nam tử áo bào tím huyết phát, đầu đeo một cái mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ màu trắng có vô số hình tinh thể Tiểu Lang tạo thành, nhìn qua lít nha lít nhít. Ca ca, bọn hắn sao còn chưa tới? Nữ tử huyết sắc mân côi mở miệng nói, hiển nhiên nàng chính là Huyết Yêu Nhiêu, người bên cạnh nàng kia dĩ nhiên chính là Huyết Vô Tuyệt. Hắn sẽ đến. Huyết Vô Tuyệt thản nhiên nói. Tất cả mọi người tới bên này đăng ký tên. Một lúc sau lên đường, không tới đăng ký, xem làm chủ động bỏ quyền. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong đại sảnh, nguyên một đám tu sĩ tham gia sát phương thí luyện nhanh chóng đăng ký tên, nhân tiện nhận lấy lệnh bài tư cách, đương nhiên, tên cũng không phải là tên thật của bọn hắn, mà là một vài danh hiệu mà thôi. Giống như tại sinh tử đấu trường tham gia đấu sinh tử, cũng không phải là tên thật. Thứ nhất, tên thật dễ dàng bại lộ thân phận một người, rất có thể bởi vì chuyện thí luyện mà ảnh hưởng đến thân bằng hảo hữu của mình. Thứ hai, sát thủ tại chiến hồn đại lục cũng không tính là nghề nghiệp quang minh gì, rất nhiều người không muốn bại lộ tên thật bản thân. Dần dần, phần lớn người đều lấy một cái danh hiệu cho bản thân,
Đương nhiên, cũng có một số ít người dùng tên thật bản thân, bởi vì căn bản không ai quen biết bọn hắn, mà người như vậy cũng không thể khinh thường. Một bên tu sĩ đăng ký tên, một bên ông lão mặc áo đen kia tuyên đọc quy củ sát phương thí luyện cho tất cả mọi người. Quy củ so với lúc trước huyết yêu nhiều nói cũng không có gì khác biệt. Vòng thứ nhất, mỗi người đều bị mang đến một nơi, bắt đầu ẩn trốn, đồng thời chờ đủ một tháng ở đó. Bọn sát thủ huyết lâu, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bọn hắn đã nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tiến tới. Mọi người chú ý một chút, tình huống Nam vực tương đối đặc thù, tam đại tổ chức sát thủ cùng tồn tại, nơi các người đi đến rất có thể có người La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ, đến lúc đó gặp, không thể làm yếu uy phong của huyết lâu. Ông lão mặc áo đen nói năng khí phách. Tam đại tổ chức sát thủ trải rộng chiến hồn đại lục, mặc dù đại bộ phận địa vực đều chỉ tồn tại một tổ chức sát thủ, cho nên không có cái gọi là cạnh tranh, nhưng Nam vực lại khác, chính là nơi duy nhất tổ chức tam đại sát thủ cùng tồn tại, bởi vậy Nam vực cạnh tranh cũng kịch liệt nhất. Mặt khác trừ người tham gia sát phương thí luyện của tam đại tổ chức sát thủ, còn có những người bách thắng sinh tử đấu trường cũng có thể tham gia, đương nhiên, người như vậy tương đối ít. Tu sĩ ở đây, đại bộ phận đều là người huyết lâu, cũng chính là thiên tài sát thủ huyết lâu tụ tập tại Nam vực. Đương nhiên, đây chỉ là Nam vực mà thôi, huyết lâu còn có hai vực khác, cũng đồng thời ở đây tiến hành vòng thứ nhất sát phương thí luyện. Chờ sau khi thông qua vòng thứ nhất, tiến vào vòng thứ hai, toàn bộ người huyết lâu sẽ tụ tập ở cùng một chỗ, sau đó tiến hành vòng thí luyện thứ hai. Thông qua vòng thứ hai, đến lúc đó tất cả thiên tài sát thủ của tam đại tổ chức sát thủ sẽ tụ tập tại cùng một chỗ chém giết, đó mới chính thức tàn khốc. Cho nên, so với vòng thứ hai và vòng thứ ba mà nói, vòng thứ nhất này xem như đơn giản nhất. Được rồi, tất cả mọi người đăng ký hoàn tất, bây giờ. Thanh âm lạnh lùng kia tiếp tục vang lên, người nói là một hắc y nhân, thanh âm vô cùng khàn khàn, trên đầu mang theo mặt nạ mặt quỷ, hẳn là một lão già. Chờ chút. Đúng lúc này một đạo thanh âm vang lên, cắt ngang lời nói của ông lão mặc áo đen, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh từ cửa tiến vào. Tiêu, U Linh, huyết yêu nhiêu nhìn thấy người cầm đầu, trong nháy mắt nhận ra thân phận hắn, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, tại thời điểm mấu chốt nhất Tiêu Phàm cuối cùng cũng đến. Những người khác nhìn về phía ba người Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt tràn ngập vẻ đăm chiêu, không ít người còn vẻ khinh thường. Không ít người mặc dù nghe nói qua cái tên U Linh này, cho dù thắng trăm trận, nhưng vẫn không được tính là người huyết lâu. Đối với người không phải người huyết lâu, sát thủ huyết lâu bản năng sinh ra một sự coi thường. Xưng tên ra, thanh âm lão giả áo đen đeo mặt nạ không tình cảm chút nào, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. U Linh, Phong Lang, ám giả tử thần, Tiêu Phàm. Phong Lang cùng ảnh Phong không chút do dự báo ra danh hiệu mà bản thân đã sớm chuẩn bị, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Phong Lang vẫn còn sống. Huyết yêu nhiều kém chút thốt lên kinh ngạc. Nghe nói lần trước trong cổ địa bí cảnh, thiên tàn xuất hiện lần nữa, Phong Lang xuất hiện thì có là gì? Huyết vô tuyệt lơ đễnh nói, lại là nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trong lòng chậm chạp nói, có thể khiến cho lão đầu tử coi trọng. Ta cũng phải xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Tiêu Phàm, hy vọng ngươi đừng chết ở vòng thứ nhất. Hiện tại, 9 vị trước mặt các ngươi là đội trưởng dẫn đội, theo thứ tự là đội trưởng từ số 1 đến số 9. Ông lão mặc áo đen chỉ 9 người đeo mặt nạ áo đen cách đó không xa nói, ta sẽ phân ngẫu nhiên tất cả mọi người vào trong 9 đội, đọc đến danh tự cùng mã số của ai, người đó liền đứng vào phía sau đội trưởng tương ứng. Tử huyết, số 1. Ám giả tử thần, số 1. Quỷ La, số 8. U Linh, số 8. Huyết sắc mân côi, số 8. Ông lão mặc áo đen rất nhanh liền phân tất cả mọi người vào trong 9 đội, mỗi đội đều có hơn 30 người, tổng cũng là khoảng 300 người. Nam vực huyết lâu có chừng 300 người, tam đại tổ chức cộng lại khoảng 1.000 người. Nếu như mỗi vực xấp xỉ như Nam vực, cửu vực cộng sẽ tương đương với gần 1 vạn người. Người tham gia thí luyện sát thủ này cũng thật không ít. Trong lòng Tiêu Phàm tính toán một chút, cũng không dám khinh thường. Một vạn người, không phải một vạn người bình thường, mà đều là tu vi chiến vương trở lên, hơn nữa đại bộ phận đều là chiến hoàng. Chủ yếu nhất là mỗi người đều bước ra từ trong núi thây biển xác, chưa nói đến thực lực, thủ đoạn giết người kia cũng cực kỳ đáng sợ. Dù sao,
thứ mà sát thủ am hiểu cũng không phải là chém giết chính diện, mà là ám sát, đánh lén. Bởi vậy có thể trở thành sát thủ, các phương diện thu liếm khí tức, ẩn nhẫn, tốc độ đều rất cường đại. Các ngươi cẩn thận. Tiêu Phàm truyền âm, hắn cùng với Ảnh Phong và Phong Lang đều tách ra, không ở chung một đội, như vậy sẽ không thể hỗ trợ lẫn nhau. Hai người gật gật đầu, trong lòng hơi có chút khẩn trương, rất chờ mong tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Đội 8, đi theo ta. Đúng lúc này, đội trưởng đội 8 chỗ Tiêu Phàm đột nhiên quát lạnh nói, những người khác lần lượt đi theo. Tiêu Phàm liếc tất cả mọi người phía trước, một đội này của hắn có 36 người, khí tức mỗi người đều hết sức thu liếm, nếu như không phải linh giác của Tiêu Phàm vô cùng cường đại, còn nhìn không ra tu vi bọn hắn. 36 người có 10 chiến vương đỉnh phong, 16 chiến hoàng sơ kỳ, 6 chiến hoàng trung kỳ, 3 chiến hoàng hậu kỳ, còn có một người nhìn không thấu, hẳn là tu vi chiến hoàng đỉnh phong trở lên. Tu vi mặc dù cao thấp không đồng đều, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường bọn hắn, kể cả là 10 chiến vương đỉnh phong kia cũng khiến Tiêu Phàm có cảm giác nguy hiểm. Những người này tuyệt đối là cố ý áp chế ở cảnh giới này, chờ thông qua vòng thứ hai, tất nhiên sẽ đột phá đến chiến hoàng cảnh. Hơn nữa, sát phương thí luyện coi trọng cũng không phải là chính diện giao phong, mà là ám sát, khi không có điều kiện tiên quyết là thực lực, ai cũng không dám khinh thường kẻ địch. Vẫn may sát phương thí luyện chỉ có chiến hoàng cùng chiến vương. Trong lòng Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đi theo thành viên đội 8. Tiêu Phàm, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang bên tai Tiêu Phàm. Huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm màng nhĩ rung rung. Quay đầu nhìn về nữ tử váy hồng hỏa phía bên, trừ huyết yêu nhiêu còn có thể là ai, nàng tới đâu cũng mặc một bộ quần lụa hồng sắc. Thế nào, ta cùng ngươi một đội, ngươi thấy rất ngoài ý muốn sao? Huyết yêu nhiêu đi đến bên người Tiêu Phàm, cố ý dựa bên cạnh hắn. Đại tiểu thư, thu liễm một chút được không? Nơi này không phải tới để chơi. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, hắn nào nghĩ đến tiểu yêu tinh này thật sự tham gia sát phương thí luyện. Hơn nữa hắn vậy mà cùng một tổ với nàng. Tất cả mọi người nghe đây. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy đội trưởng đội 8 đột nhiên dừng lại, con người phía dưới mặt nạ lạnh lùng đảo qua toàn trường. Đám người nghe vậy, thần sắc đồng loạt nghiêm lại, ánh mắt tất cả rơi vào trên người bát đội trưởng. Quy củ vừa rồi mặc kệ các ngươi nghe có rõ hay không, hiện tại ta nói một quy tắc cụ thể. Bát đội trưởng liếc mắt quét đám người. Nói, 36 người các ngươi sẽ bị mang đến một nơi. Nơi nào, có tu sĩ không chút do dự mở miệng hỏi. Ngươi được phép nói chuyện sao? Bát đội trưởng lạnh lùng liếc người kia, một cỗ khí tức đáng sợ mãnh liệt tản ra, tu sĩ kia giống như bị một lợi kiếm chém trúng, thân thể bay ngược ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thật mạnh! Trong lòng những người khác ngưng tụ, toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, bọn hắn cũng rốt cục hiểu rõ. Đây không phải một trò chơi, mà là có thể chết người. Coi như không chết trong sát phương thí luyện cũng có khả năng chết ở dưới tay đội trưởng. Không ai dạy ngươi sao? Không nên hỏi thì không cần hỏi, người nào còn mở miệng lung tung, giết. Thanh âm bát đội trưởng không có chút cảm xúc nào, chỉ có khí thế đã ép đám người không thở nổi. Bọn hắn cũng đại khái nhận biết thực lực bát đội trưởng, hẳn là chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí hoàng phủ chiến hoàng. Bởi vì huyết khí đáng sợ trên người, càng làm cho khí tức của hắn dọa người vô cùng. Tất cả mọi người nghe vậy đồng loạt đứng thẳng, sợ đắc tội sát thần này. Ở chỗ đó, các ngươi sẽ trở thành kẻ địch của rất nhiều đại thế lực, mục tiêu duy nhất của các ngươi chính là sống sót, đồng thời một tháng sau thành công tiến đến cứ điểm chỗ ta. Bát đội trưởng nói, đám người trong lòng nghi ngờ không thôi, vì sao lại trở thành kẻ địch của rất nhiều đại thế lực. Có điều có vết xe đổ vừa rồi nên tất cả mọi người đều không dám nói gì. Hiện tại có vấn đề gì có thể hỏi, nếu trả lời được ta sẽ nói cho các ngươi. Bát đội trưởng nói thêm. Đội trưởng, vì sao chúng ta lại trở thành kẻ địch của đại thế lực? Có một tu sĩ đeo một mặt nạ hình mặt khóc hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bát đội trưởng cười tà tà một tiếng, bởi vì chỉ đeo mặt nạ một nửa bên, nên lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Khiến đám người sợ hãi một trận. Đội trưởng, để chúng ta có thể sống sót, có thể sử dụng bất luận thủ đoạn nào sao? Lại có người lấy dũng khí hỏi. Không từ thủ đoạn.
Bát đội trưởng gật đầu khẳng định. Con người đám người co rụt lại, điều này chính là giết người phóng hỏa, việc ác bất tận đều được, thậm chí thành viên trong một đội cũng có khả năng tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, có một điểm khác đừng trách ta không nói cho các ngươi, phàm là người mang theo người lạ đi tới cứ điểm ta thiết lập, giết. Bát đội trưởng lại bổ sung một câu, vấn đề cuối cùng. Đội trưởng, điểm đích của đội 8 chúng ta ở đâu? Huyết Yêu Nhiêu mở miệng hỏi. Long Hoàng Đế Đô, bát đội trưởng thu liễm sát ý, đột nhiên lạnh lùng nói ra một câu. Đó không phải đế đô của Đại Long Đế Triều sao? Đám người khẽ run lên, bị đại thế lực nơi đó truy sát, vậy không phải có khả năng có chiến đế cảnh xuất thủ. Có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dù sao người có thể tham gia sát phương thí luyện đều từ trong núi Thây Biển Sắc đi ra, đối với thực lực bản thân cũng cực kỳ tự tin. Trời tối xuất phát. Bát đội trưởng bổ sung một câu, liền không thấy tăm hơi. Huyết Yêu Nhiêu. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu truyền bí âm nói. Gọi ta là Huyết Sắc Mân Côi. Huyết Yêu Nhiêu nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Phàm chủ động cùng nàng nói chuyện, trong lòng nàng có chút kích động không hiểu. Huyết Sắc Mân Côi, thật đúng là một đóa mân côi có gai. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ, lại nói, chúng ta sẽ tiến về Long Hoàng Đế Đô. Ly Hỏa Đế Đô có phải cũng sẽ có người tham gia sát phương thí luyện phải không? Đúng vậy, hẳn là Cửu Đại Đế Triều Đế Đô đi, người tại Ly Hỏa Đế Đô khá thoải mái, bởi vì sư tôn ngươi trực tiếp diệt Ninh gia, bọn hắn liền bớt đi rất nhiều đối thủ. Huyết Yêu Nhiêu thở dài nói. Tiêu Phàm xấu hổ một trận, lập tức rất nhanh lấy lại tinh thần, nói chẳng lẽ đối thủ của chúng ta cũng là đại gia tộc Long Hoàng Đế Đô? Không chỉ đại gia tộc, thậm chí còn có thể là đế tộc, có điều ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút, chính là việc này nhất định rất kích thích. Huyết Yêu Nhiêu miệng phun hương lan nói. Kích thích, Tiêu Phàm không hiểu lạnh run một cái. Hắn không cho rằng kích thích trong miệng Huyết Yêu Nhiêu thực chỉ là kích thích mà thôi, mà khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm rốt cục buông xuống, bát đội trưởng lần nữa xuất hiện mang theo mọi người đến Long Hoàng Đế Đô. Khiến đám người rất ngạc nhiên là bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô còn có bát giai hồn thú đưa bọn hắn đi, nếu vậy tối đa cũng chỉ 2-3 ngày là có thể tới Long Hoàng Đế Đô. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi nội tình Huyết Lâu, đến bát giai hồn thú cũng có thể thuần phục, điều này thật có điểm đáng sợ. Hơn nữa chỗ bọn hắn có một con, mấy đội khác đi đến Đế Đô khẳng định cũng có bát giai hồn thú. Tiểu tử, ngươi không phải người Huyết Lâu sao? Sao trông như chưa trải qua sự đời? Cách Tiêu Phàm không xa, một nam tử đeo mặt nạ hắc ưng mở miệng nói, trong ngữ khí đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm liếc nhìn hắn, tại sao tới chỗ nào cũng đều có trẻ con miệng còn hôi sữa. Loại người này Tiêu Phàm sẽ không nhìn nhiều. Thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, nam tử đeo mặt nạ hắc ưng lập tức phẫn nộ, cười lạnh nói, tưởng là bách thắng tại sinh tử đấu trường cầm được một cái nhập trường khoán liền không coi ai ra gì. Đến đích. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là chết khó coi. Động tĩnh nơi này, trong nháy mắt thu hút người khác chú ý, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đều là người liếm máu để sống sót, trong máu sớm đã tràn ngập một loại dã tính cùng thị huyết, không ai phục ai, có trò hay để xem, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, đường xá buồn tẻ, có thể tìm một vài việc để giải khuây thật không thể tốt hơn. Tiêu Phàm giữ yên lặng, trong mấy tháng này, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong thuật điêu khắc, tâm cảnh bình tĩnh như nước, phép khích tướng kiểu này khiến hắn căn bản hiện không nổi bất luận gợn sóng nào. Theo ta thấy, không bằng hiện tại liền chiến một trận đi, đường đi này rất buồn tẻ. Tiểu tử, ngươi không phải đến dũng khí cãi lại cũng không có chứ. Chỉ dạng này như ngươi mà thắng liên tiếp trăm trận tại sinh tử đấu trường. Đoán chừng là vận khí mà thôi. Hiện tại bị dọa đến không dám nói một câu. Những người khác thấy thế, lập tức bắt đầu khiêu khích. Bọn hắn rất hy vọng Tiêu Phàm cùng nam tử đeo mặt nạ hắc ưng kia chiến một trận. Tiểu tử, nghe rõ chưa? Đừng nói mắt ưng ta khi dễ ngươi, nhường ngươi ba chiêu, thế nào? Ngươi dù sao cũng là người liên tiếp bách thắng, không phải đến chút dũng khí này cũng không có chứ. Nam tử đeo mặt nạ hắc ưng trêu tức nhìn Tiêu Phàm, sát cơ như ẩn như hiện. Ngươi muốn chiến, ta chiến với ngươi. Huyết Yêu Nhiêu tức giận nhìn nam tử đeo mặt nạ hắc ưng, chuẩn bị xuất thủ, tựa như người mà đối phương vũ nhục chính là nàng.
tiểu nhi tử, tham gia thí luyện sát phương không dễ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người, nếu không đi theo ca ca ta bảo vệ ngươi như thế nào? Mắt ưng tà tà cười một tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá huyết yêu nhiêu, điều này khiến huyết yêu nhiêu phẫn nộ tới cực điểm, ngực chập trùng lên xuống. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám đùa giỡn nàng như thế, điều này khiến huyết yêu nhiêu làm sao không giận. Đội trưởng, đang lúc huyết yêu nhiêu chuẩn bị xông lên, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn nàng lại, quay đầu nhìn về phía bát đội trưởng nói. Đám người thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập bất thiện và khinh thường, đó là chuyện giữa cá nhân, vậy mà ngươi phải tìm đến đội trưởng để ra mặt giúp ngươi. Ánh mắt bát đội trưởng kia rõ ràng có một tia không thích, việc giữa nam nhân với nhau nên tự mình giải quyết, nếu như ngay cả chút dũng khí này đều không có, còn làm sát thủ làm gì? Có thể giết người không? Đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm bình thản vang lên lần nữa. Có thể giết người không? Lời nói bình tĩnh của Tiêu Phàm quanh quẩn bên tai đám người. Nụ cười trên mặt tất cả mọi người hơi hơi ngưng tụ, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không phải cầu cứu bát đội trưởng. Bát đội trưởng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này trầm ngâm nói, từ lúc các ngươi rời khỏi sinh tử đấu trường, sinh tử của các ngươi liền không liên quan gì đến ta, chỉ cần đừng chậm trễ hành trình là được. Bát đội trưởng ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn tự giết lẫn nhau, không liên quan đến ta. Chỉ cần đừng ảnh hưởng đường ta đi, các ngươi thích như thế nào thì như thế đó. Mẹ kiếp, tiểu tử này thật cuồng ngạo, chẳng lẽ hắn muốn giết mắt ưng hay sao? Từ khí tức trên người hắn phán đoán nhiều nhất cũng là chiến hoàng sơ kỳ mà thôi. Mắt ưng là chiến hoàng trung kỳ, hắn có thể là đối thủ sao? Không biết, mắt ưng đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, chờ xem kịch vui đi. Đám người trêu tức nhìn Tiêu Phàm, trong mắt bọn họ. Tiểu tử này nhất định tự tìm cái chết. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là vượt quá ta dự liệu, muốn cùng ta giao thủ đúng không? Câu nói vừa rồi ta nói vẫn giữ y nguyên, nhưng ngươi ba chiêu, sau ba chiêu, ta muốn tính mệnh của ngươi. Mắt ưng cất tiếng cười to. Ồn ào, một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay sau đó, đám người cảm nhận được một đạo hàn mang bạch sắc lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu như không phải chân thực cảm nhận được một cỗ khí khắc nghiệt, bọn hắn còn coi là mình đang nằm mơ. Đột nhiên nụ cười trên mặt nam tử đeo mặt nạ hắc ưng dừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, đầu mắt ưng bỗng từ trên cổ lăn xuống, máu tươi phụt ra, như là suối phun. Phốc, trong chớp mắt, não cùng thân thể mắt ưng bắn ra vô số kiếm khí, đem thi thể hắn quấy đến vỡ nát, chỉ còn một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Ánh mắt những người khác cũng trong nháy mắt ngưng kết lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, miệng chữ O đủ để nhét quả trứng vịt. Chết rồi, thanh âm run run vang lên, có thể nghe rõ ràng được thanh âm hít sâu một hơi. Mắt ưng là chiến hoàng trung kỳ, lại bị một chiêu của hắn chém giết. Hơn nữa, không có người nào nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ thế nào, đây mới là sự tình khiến bọn hắn kinh ngạc nhất. Cương phong trên không tàn phá bừa bãi. Đám người cảm giác cổ mình có chút phát lạnh. Nếu như một kiếm kia hướng về bản thân, há không phải mình cũng chết rất nhanh. Một đám sát thủ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn thấy rõ gương mặt phía dưới mặt nạ màu đen kia. Đáng tiếc bất luận như thế nào cũng nhìn không thấu, mặt nạ cũng vô cùng bình thường, lộ ra nửa bên mặt, một bên khác lại không mảy may nhìn thấu. Chỉ có từng sợi tóc đen bay bay trong gió, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lưu loát. Bọn hắn lúc này mới hiểu rõ, thanh niên mặc áo đen này sở dĩ không tranh chấp cùng mắt ưng, không phải do hắn sợ, mà là hắn căn bản khinh thường tranh chấp với mắt ưng. Giống như một tên ăn mày, lại cười nhạo một quốc vương sẽ không để vào mắt. Nhưng mà, tên ăn mày cứ một hai khiêu khích quốc vương giận dữ, tên ăn mày liền phơi thây, huyết tiên tam xích. Con người bát đội trưởng hơi hơi co rụt lại, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tựa như cũng phải nhớ kỹ người này. Một kiếm vừa rồi kia, hắn chính là một trong số ít người thấy rõ. Nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ tự tin nào có thể tiếp được một kiếm này, quá nhanh, nhanh đến không phải mắt thường có thể thấy. Ngươi tên là gì? Bát đội trưởng nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. U Linh. Tiêu Phàm không biết vì sao, vô cùng bình tĩnh nói. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu là chiến hoàng cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, trừ phi là thiên tài siêu cấp,
bằng không căn bản không lọt vào mắt hắn. Bởi vì hắn lúc nào cũng có thể bước vào chiến hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng bước tới ngưỡng cửa đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Trong cả đội này, cũng chỉ có bát đội trưởng cùng tu sĩ chiến hoàng đỉnh phong cho hắn một cỗ áp lực nhàn nhạt. Ngươi rất được. Bát đội trưởng gật đầu, hài lòng nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý, chắp tay, đứng tại trên lưng bát giai hồn thú kia. Ánh mắt huyết yêu nhiều si ngốc nhìn Tiêu Phàm, một mực đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm, thất thần thật lâu. Ngươi không phải mê ta rồi chứ? Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng huyết yêu nhiêu, nhịn không được trêu ghẹo nói. Đúng vậy, U Linh ca ca, ta say mê ngươi, ngươi thích ta chứ? Huyết yêu nhiêu lấy lại tinh thần, thanh âm ỏn ẻn khiến Tiêu Phàm phát run. Nàng kéo cánh tay Tiêu Phàm, vuốt vuốt sợi tóc, xinh đẹp vũ mị, phong tình vô cùng, nhất định chính là mỹ nữ của nhân gian, đẹp đến mức không cách nào diễn tả. Tu sĩ khác nghe được câu này, cũng cảm giác toàn thân nổi da gà, một vài chỗ cũng cứng lên một cái. Có mấy người còn chảy máu mũi, trong mắt hiện ra quang mang thí huyết, thiếu chút nữa thì xông lên. Khục, tấm lòng của mỹ nhân như ngươi, ta tiếp nhận không nổi. Tiêu Phàm vội vàng tránh thoát khỏi cánh tay huyết yêu nhiêu, trong lòng hắn có chút hối hận, làm sao lại quên bản thân căn bản không phải đối thủ của huyết yêu nhiêu. Huyết yêu nhiêu cười khanh khách. Tu sĩ khác thấy quái dị, hai người này tựa như căn bản không phải đến tham gia sát phương thí luyện, mà là đến liếc mắt đưa tình. Không thể không nói tốc độ bát giai phi cầm loại hồn thú thật đúng là quá nhanh, qua thời gian hơn một ngày, một tòa thành trì rộng lớn liền rơi vào tầm mắt đám người. Bát giai hồn thú cũng rốt cục dừng lại, hai cánh chấn động liền không thấy tăm hơi. Bát đội trưởng thống lĩnh đám người đứng sừng sững ở trong rừng cây trên đỉnh núi nhìn về nơi xa. Nơi đó tọa lạc một tòa đại thành kim sắc rộng lớn, giống như một hoàng kim cự long đang nằm, nguy nga, tràn đầy khí thế kinh người. Sau mấy khắc chờ đợi, chân trời bỗng có mấy thân ảnh bay tới. Đám người thần sắc ngưng tụ, bát đội trưởng lại lơ đễnh nói, các ngươi nhớ kỹ, nơi này chính là cứ điểm đội 8 ta. Bắt đầu tính từ bây giờ, sau thời gian một tháng, đến nơi này tập hợp. Ta chỉ chờ một canh giờ, quá một canh giờ mà chưa tới sẽ bị loại. Siêu siêu, mấy đạo thân ảnh kia đáp xuống, hướng về bát đội trưởng hơi hơi thi lễ. Ba vị này là trưởng lão khảo hạch nhiệm vụ lần này, bọn hắn sẽ mang các ngươi tới Long Hoàng Đế Đô, ta hiện tại đọc từng cái tên, liền tự đi ra. Bát đội trưởng nói, Quỷ La, Ám Ảnh, 9 người các ngươi đi theo vị trưởng lão này. Bát đội trưởng nói, theo ta đi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Sau đó nhanh chóng biến mất ở bên trong núi rừng. Cứ thế, bát đội trưởng lại liên tục gọi ra 18 cái tên, chia hai tổ, huyết yêu nhiêu ở trong hai tổ này, cuối cùng còn 8 người lưu lại. Tiêu Phàm, nhất định phải cẩn thận, tổ này của các ngươi do bát đội trưởng dẫn đầu, nhất định là kích thích nhất. Thời khắc huyết yêu nhiêu rời đi liền nhắc nhở Tiêu Phàm. Kích thích, Tiêu Phàm còn muốn hỏi tại sao, đáng tiếc huyết yêu nhiêu cũng không rõ. Bây giờ, 8 người các ngươi đi theo ta. Bát đội trưởng thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, sau đó trong đêm tối cấp tốc lao đi về hướng Long Hoàng Đế Đô. Với tốc độ đám người, cũng chỉ thời gian nửa nén hương liền chạy tới trên Long Hoàng Đế Đô, quan sát phía dưới có thể nhìn rõ ràng thấy phía dưới đèn đuốc sáng trưng, đường đi kim quang lóng lánh. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết đến nơi này làm gì, mà đúng lúc này, thanh âm bát đội trưởng vang lên, xuống dưới. Mọi người đã quen thuộc mệnh lệnh của bát đội trưởng, nào dám phản đối, mấy người rất nhanh liền xuất hiện ở phía dưới. Chỉ là lúc bọn hắn nhìn rõ phía dưới, tất cả mọi người biến sắc. Nơi này là Đại Long Đế Cung. Trong lòng Tiêu Phàm có loại bất an nồng đậm. Bát đội trưởng này mang chúng ta tới Đại Long Đế Cung làm gì, chẳng lẽ là ám sát người đế tộc? Xuống dưới, 8 người các ngươi. Đi giết hai đội ngũ tuần tra kia. Bát đội trưởng lạnh như băng nói, thấy 8 người bọn Tiêu Phàm có chút do dự, bát đội trưởng phẫn nộ quát, ai chống lại mệnh lệnh, trục xuất khỏi thí luyện sát phương. 8 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đi đế cung giết người, bọn hắn còn mấy người có thể sống. Thế nhưng, dưới quyền uy của bát đội trưởng, 8 người cuối cùng vẫn cấp tốc tiến về hướng phía dưới cung điện, chỉ là, lúc bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên. Oanh, một tiếng vang mãnh liệt,
chỉ thấy nơi xa một đạo trưởng cương to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh một tòa cung điện nơi xa thành bột mịn. Có thích khách, một tiếng hô to truyền đến, thanh âm này cũng không phải của ai khác mà chính là của bát đội trưởng, đồng thời, một trưởng kia cũng chính là của hắn. Chết tiệt cả nhà ngươi, mẹ kiếp, đây căn bản chính là muốn đùa chết chúng ta, không phải kích thích gì. Tiêu Phàm nhịn không được nói tục, co cẳng liền kích xạ đến nơi xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.